Và bao nhiêu trong số các anh chị, à, chúng ta là người khách hàng mới, lần đầu tiên chúng ta có mặt trong buổi Zoom của VTUT, hãy comment cho phượng số 1 Và lát nữa chúng ta sẽ có cái phần giao lưu cùng với nhau ạ Rồi ạ, à, bao nhiêu số các anh chị, chúng ta là người mới tinh, à, ngày hôm nay chúng ta được người bạn của mình, được người thân của mình chia sẻ về cơ hội kinh doanh cùng VTUT System Và các anh chị được gửi link Zoom để tối ngày hôm nay các anh chị có mặt trong buổi Zoom của chúng ta, thì hãy comment cho phượng số 1 ạ rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Ồ, rất là nhiều luôn nào các anh chị. Và hiện tại trong phòng Zoom của chúng ta đã có 214 thành viên rồi. Và chúng ta tất cả các anh chị hãy cùng nhau uh, gọi đồng đội của mình cũng như là... Uh, tăng tên toàn bộ tất cả các anh chị em nhà phân phối của mình để có mặt trong buổi dung này và cái điều quan trọng nữa là chúng ta cũng không quên uh, kêu gọi toàn bộ khách hàng của mình những người mà đang quan tâm tới cơ hội kinh doanh cùng v 2 system để có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để minh phượng sẽ chia sẻ với các bạn cái dự án khởi nghiệp vì một việt nam hùng cường và thịnh vượng để làm sao để giúp tất cả những người dân việt nam chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn và uh, giới thiệu tất cả các anh chị uh, mình là minh phượng Họ tên đầy đủ là Hoàng Thị Minh Phượng, sinh năm 1991, là một người con của Hà Nội. À, mình sinh ra và lớn lên tại Hà Đông các anh chị ạ. Và bao nhiêu số các anh chị mà cùng quê với Phượng ạ? À? Có anh chị nào cùng quê với Minh Phượng không? Hay có cùng quê thì hãy comment cho Phượng ở đây để mình biết được rằng là là chúng ta cùng quê với nhau, cùng đồng nghiệp, đồng đội. À, Sư tử Hà Đông đúng không ạ? Rồi, có, có đúng không ạ? Có chị Hồng Hà này, à, có chị Thúy này có một số các anh chị Hà Đông đúng không ạ em sinh ra và lớn lên ở Hà Đông đây anh chị à, wow tươi lấy chồng Hà Đông à, tuyệt vời quá xếp tươi lấy chồng Hà Đông à, Minh Phượng là người một người con của Hà Đông sinh ra và lớn lên ở Hà Đông à, và quê hương là ở Đa Sĩ một cái nơi mà nổi tiếng về làm dao kéo à, và cuộc sống của mình thì cũng rất là vất vả các anh chị vất vả lắm à, ngày xưa thì khi mà hồi còn bé Uh, mình uh, khi mà còn rất là bé từ lúc mà uh, mà học lớp 1 lớp 2 á, mình đã phải đi làm để kiếm tiền rồi. Mình đi nhặt than các bạn ạ. Uh, ở dưới dưới cái làng Đa Sĩ thì có một cái làng gọi là làng Mậu Lương. Và bây giờ cái làng Mậu Lương nó rất là nổi tiếng vì có cái dựa, có, có cái khu đô thị Mi Pách Kiến Hưng á. Đó. Thì ở dưới Mậu Lương cái thời điểm đó họ làm về cái cái uh, đất nung, gạch và họ làm họ làm xỉ than. Và làng Đa Sĩ của mình thì là chuyên làng làm dao kéo và khi mà làm làm dao kéo như vậy thì phải cần rất nhiều than để có thể là uh, 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 nhóm bếp để quai búa để rèn ra được một con dao nung cái sắt đấy nóng lên sau đó thì rèn và quai búa để thành một con dao và cái thời điểm mà mình học lớp 1, lớp 2 mình đi nhặt than mình nhặt toàn bộ đất cát và xỉ than uh, uh, toàn bộ đất cát và xỉ than để có thể là gì? để kiếm được tiền uh, nuôi uh, có phụ giúp mẹ có thể có cái tiền ăn học và ngoài ra thì ạ uh, Uh, mình còn đi đi hái bèo đi hái bèo về băm rau lợn đây tay vẫn còn rất nhiều sẹo ngày xưa là là băm rau lợn rồi đi cắt lúa thế thì kiếm tiền thì các anh chị biết là năm lớp 2, năm lớp 3 từ chỉ có mỗi cái nhặt than thôi mà mình kiếm được tiền mua được vàng các anh chị kiếm được tiền mua được vàng cái thời điểm đó từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 mình ngoài nhặt than này đưa tiền hết toàn bộ cho mẹ để mẹ có tiền đóng học cho mình và vợ còn kiếm được tiền mua được cả vàng À, đã, tức là đã biết kinh doanh từ khi còn rất là bé và lớn dần lớn dần lên thì mình làm rất là nhiều công việc từ cái việc mà đi làm thu ngân cho quán cà phê xếp bóng ở quán bia à, cho đến cái việc làm bồi bàn tức là mình đã trải qua rất là nhiều ngành nghề và rất nhiều công việc khác nhau thậm chí là làm keo dính chuột đan cặp trả để có thể kiếm được tiền và chỉ cần là có công việc nào kiếm được tiền là mình sẵn sàng làm để có thể là phụ giúp mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học nhà mình thì là bốn chị em gái các anh chị à, Phượng là thứ hai và giới phụ còn hai người em nữa. Mà theo các anh chị nếu như gia đình của mình ví dụ như bản thân các anh chị đi mà sinh một pháp là bốn người con mà một mình bản thân mình nuôi bốn đứa con ăn học thì các anh chị có thấy nó vất vả không ạ? Nào các anh chị có thấy vất vả không ạ? Nào theo các anh chị, nếu như là các anh chị một mình mà có thể mà nuôi bốn đứa con ăn học nhá, nuôi bốn đứa con ăn học thì các anh chị có thấy vất vả không ạ? Các anh chị có thấy vất vả không ạ? mà nhà Phượng thì các anh chị biết không ạ? Một mình mẹ uh, của Phượng nuôi bốn đứa con ăn học các anh chị ạ. Và bố của của Minh Phượng thì không có làm công việc gì cả, chỉ có nhà ăn chơi thôi. Và thậm chí là uh, mỗi một lần uống rượu say còn về đánh đập con cái. Đánh đập con gái nữa bởi vì nhà mình là bốn đẻ ra bốn đứa con gái. Và không có con trai. Và cái thời điểm ngày xưa thì các cụ uh, giống như kiểu là con trai nó là một cái gì đó nó rất là quan trọng ấy và trọng nam khinh nữ và mỗi một lần uống rượu và xong về kiểu gì cũng đánh vợ đánh con bởi vì là hàng xóm đang giềng bạn bè tác động là cái loại không để được con dai sau này chết không có người chống gậy và rất là nhiều những cái thông tin như vậy và cuối cùng là 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 bố bố của Phượng thì rất là nóng tính và cứ mỗi một lần uống rượu như vậy là về đánh vợ đánh con và sinh ra bắt đầu là cờ bạc rượu chè rồi là lô đề bóng bánh và cuối cùng mỗi một lần như vậy là về lôi hết tiền của vợ đánh vợ để có thể có tiền để chơi bài bạc lô đề và cuộc sống rất là vất vả các anh chị vất vả một cách dã man và trong suốt rất nhiều nhiều năm nhà của phượng thì luôn nằm trong hộ nghèo của làng làng đa sĩ nhá bây giờ nhà em vẫn còn hai sổ hộ nghèo các anh chị nhà mẹ đẻ em vẫn còn hai sổ hộ nghèo một sổ hộ nghèo ở hội phụ nữ và một sổ hộ nghèo ở ở phường và cuộc sống rất là vất vả và chính vì vất vả như vậy nên ngay từ khi còn nhỏ thì phượng đã quyết tâm là mình phải học thật giỏi và mình phải kiếm được tiền để có thể là gì nuôi cái cuộc sống của mình và có thể phụ mẹ chăm lo được hai đứa em và đó là lý do vì sao phụng quyết định lựa chọn công việc kinh doanh các anh chị ạ bởi vì phụng nghĩ là chỉ có kinh doanh mới giúp mình có thể kiếm được tiền và thay đổi được cuộc sống và mình theo đuổi công việc kinh doanh từ khi mà mình còn ngồi trên ghế nhà trường cái thời điểm mình học cấp 3. mình ngày mình đi học nhưng tối về mình đi bán quần áo thuê ở chợ đêm sinh viên phùng khoang bao nhiêu số các anh chị biết chợ đêm sinh viên phùng khoang ạ đi bán hàng thuê ở chợ đêm sinh viên vùng Khoa cứ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm là như vậy và một tháng lương là 2 triệu đồng vào năm 2008 2 triệu đồng và cứ miệt mài làm như vậy cứ sáng đi học xong tối là đi bán hàng thuê quần áo ở chợ đêm sinh viên Phùng khoa và sau khi kết thúc học xong cấp 3 là bắt đầu là mẹ của mình là vay với số vốn 3 triệu đồng ở hội nghèo hội phụ nữ để cho mình có vốn làm ăn khởi điểm mình kinh doanh quần áo mình thuê một cái kiosk ở chợ đêm sinh viên vùng khoa với giá là 300.000 một tháng và mình bán ở ngoài trời các anh chị. Và dòng dã như vậy là trong vòng 2 năm là bắt đầu là mình chuyển hướng. À, thay vì mình kinh doanh quần áo thì bắt đầu mình chuyển hướng sang kinh doanh đó chính là kinh doanh những cái sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Và mình bán những cái sản phẩm về tắm trắng, những cái sản phẩm về giảm cân cái thời điểm năm 2009. Và sang năm 2011 và 2012 thì vì là mình theo đuổi với cái ngành về giảm cân về bán những cái sản phẩm giảm cân và tăng cân và mình nhập từ từ Thái Lan và mình nhập từ Trung Quốc về mình bán và Phượng thì đổ buôn cho toàn bộ chợ thuốc Hapulico và chợ thuốc Ngọc Khánh và tất cả những nhà thuốc tại Hà Nội và nhà thuốc ở tất cả các tỉnh thì bắt đầu là gì nhập những cái sản phẩm giảm cân của mình rất nhiều luôn và năm 2013 năm 2013 là mình đã rất là tự hào vì mình đã xây được một cái căn nhà 5 tầng đầu tiên cho mẹ mình vào năm 2013 các anh chị Điều này là điều mà mình cảm thấy rất là tự hào trong cuộc đời của mình. Vì mình đã báo hiếu được cho cái người mà sinh ra mình trước khi mà mình lập gia đình, các anh chị. Trước khi mà Phượng lập gia đình, uh, gia đình riêng của mình á, là mình đã xây được một căn nhà cho bố mẹ, một căn nhà 5 tầng vào năm 2013. Và mình nuôi được hai đứa em ăn học. Uh, em gái, hai đứa em dưới mình thì một đứa là học về giáo viên và một đứa thì học về y. Và mình nuôi được hai đứa em ăn học và ra trường lo được công an việc làm cho hai em thì đây là một cái điều mà bản thân phượng rất là tự hào và đến tận bây giờ phượng vẫn rất là tự hào về cái điều mình đã làm và ở đây thì uh, phượng biết là có rất nhiều các anh chị đang có mặt trong phòng dung này và vợ chỉ muốn nói với các anh chị một điều đó chính là tất cả những cái giấc mơ trên cuộc đời này của tất cả các anh chị đều có thể trở thành hiện thực và nếu như ngày hôm nay các anh chị có thể can đảm và kiên trì theo đuổi đến cùng và cuộc đời của mình thì cũng rất là nhiều thăng trầm các anh chị rất là nhiều khó khăn vất vả trong cuộc đời của mình mình sinh ra không ở vạch đích thế nên là mình nỗ lực mình cố gắng hơn rất nhiều so với những người khác để có được như ngày hôm nay và bản thân phượng thì cũng kinh doanh 13 năm rồi bắt đầu từ năm 2000 cuối thực chất là cuối năm 2008 và đầu năm 2009 đến bây giờ là 13 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 14 và bản thân phượng cũng là một cái người mà xây dựng hệ thống giống như các anh chị ngày hôm nay ở đây này mình làm một nhà phân phối các anh chị mình làm một nhà phân phối giống như tất cả các anh chị ngày hôm nay ở đây là mình đã từng xây dựng hệ thống hơn 2.000 người chỉ sau 2 năm hơn một năm chính xác là hơn một năm làm việc là mình đã xây dựng hệ thống cho 7 tháng vì xây 1.500 người và trong vòng hơn một năm mình có hệ thống hơn 2.000 người cái thời điểm mình là một nhà phân phối giống như tất cả các anh chị và doanh thu cao nhất mình từng đạt khi mình kinh doanh những cái sản phẩm về vật lý là 16,6 tỷ trong vòng một tháng và ngày hôm nay mình cứ tính với các bạn là bình quân thu nhập của mình chỉ khoảng 10% thôi thì mỗi một tháng mình có thu nhập tiền tỷ phải không các anh chị đúng không ạ và năm 2019 cái thời điểm mình là nhà phân phối á, và mình đạt cái mức doanh thu là 54,7 tỷ trong một năm vậy nên là một năm mình kiếm khoảng 6 tỷ 7 tỷ là chuyện bình thường cái thời điểm mà mình là nhà phân phối giống như tất cả các anh chị đó và một cái nữa là chắc chắn ở trong cái cuộc đời kinh doanh của mình thì đương nhiên là thu nhập đã 10 con số rồi nó nó là một cái thu nhập mà Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng hơn rất nhiều người Thế nên lúc nào là bản thân Phượng cũng cảm thấy tự hào về điều đó Và còn một cái điều nữa đó chính là Trong cuộc đời của Phượng ấy Thì Phượng cũng giúp rất nhiều các đại lý họ mua nhà Họ mua bất động sản, họ thay đổi cuộc sống Từ công việc kinh doanh Từ công việc kinh doanh Và uh, hiện tại thì Phượng đang sở hữu là 10 mảnh đất 4 căn nhà Và tài sản hiện tại của mình nó cũng không nhiều đâu So với cái cuộc đời kinh doanh của rất nhiều người ngày hôm nay ở đây thì chắc chắn là không bằng rất nhiều các anh chị ở đây. Thì mình cũng có tổng tài sản là 70 tỷ cho đến thời điểm hiện tại. Và nhà của mình thì hầu hết là đất và nhà mình là quanh quanh Hà Đông thôi chứ mình không đầu tư xa. Và hầu hết là bất động sản của mình đều đang là bất động sản cho thuê và hàng tháng mình đều có dòng tiền thu động. À, ví dụ như là mình không kinh doanh gì nữa mình vẫn có dòng tiền từ bất động sản cho thuê. Thì đấy là cái điều mà mình được mình làm được trong vòng 13 năm qua mặc dù là sinh ra không ở vạch đích và rất là khó khăn trong cuộc sống nhưng với một cái à, niềm tin mạnh mẽ, với một cái tình yêu và một cái sự đam mê và mình có giấc mơ của mình và mình mong muốn rằng là mình sẽ thay đổi cuộc sống của mình và chỉ có kinh doanh mới giúp mình đạt được điều đó và mình theo đuổi nó cho đến tận ngày hôm nay. Và trong cuộc đời kinh doanh của mình các bạn ạ. Khi bắt đầu mình bước chân vào công việc kinh doanh ấy, 3 tháng đầu tiên mình không bán được bất kỳ một đơn hàng nào các anh chị ạ. 3 tháng đầu tiên. Và bắt đầu sang tháng thứ tư tháng thứ 5, thậm chí có những đơn hàng mình chỉ lãi có 50 nghìn thôi mà mình đi cây số 30 km để mình giao một cái đơn hàng đó để lãi được 50 nghìn trong cuộc đời kinh doanh của mình luôn. Và mình rất là thấm thía những cái cái thời gian, những cái giai đoạn khó khăn như vậy để mình mình vượt qua nó để mình có được ngày hôm nay. Và đây là những cái hình ảnh cái thời điểm mình bắt đầu kinh doanh các anh chị. À, rồi là trông nó rất là nông dân. Xuất phát thời điểm nó chỉ có chục thùng hàng đi lên thôi. Ngày xưa mình làm những sản phẩm vật lý như này bán từng thỏi son, các anh chị bán từng lọ giảm cân, bán từng lọ mỹ phẩm và cái hình ảnh giai đoạn đầu tiên của mình kinh doanh. Đây là cái căn nhà chung cư mà mình mua năm 2014. Năm 2013 là mình xây nhà cho mẹ, ở bố mẹ. Sau đó năm 2014 mình mua được một căn nhà chung cư đầu tiên của mình. Đây là căn nhà chung cư của mình. Đó. Và ngày xưa các anh chị, từ những cái năm 2013-2014 á, mình đã có cái tư duy là mình phải làm chủ. Các anh chị luôn luôn có tư duy làm chủ. Và chính bởi vậy nên là Phượng làm cả zip Phượng làm tất cả mọi thứ đều là thương hiệu của riêng mình. Thậm chí các anh chị nhìn này, Facebook này, vẫn là tên của mình. Số điện thoại các thứ vẫn là tên của mình. Nhưng ngày xưa là mình ấp ủ là mình sẽ có một cái spa của riêng mình. Và mình lấy tên website, lấy tên thông tin, tất cả mọi thứ là Violet Spa. fanpage cũng có cái thời điểm từ năm 2013 là mình có fanpage luôn. Và mình lúc nào mình cũng tư duy mình làm chủ và mình khát khao là mình được làm chủ. Cái thời điểm đó và mình muốn xây dựng một cái thương hiệu gì đó nó của riêng mình nên là tất cả mọi thứ là mình làm từ năm 2013 2014 các anh chị nhìn thậm chí là còn chèn ảnh chèn cạc chèn số điện thoại vào chỉ sợ người khác ăn trộm ảnh của mình cái thời điểm đó và bắt đầu là từ chục thùng hàng nó đi lên nhiều hơn nữa có thể là vài chục thùng hàng vài trăm thùng hàng rồi là hàng theo về theo xe tải đó và và tầng 1 tầng 2 các anh chị nhìn thấy ở bên dưới là tầng 1 và bên trên là tầng 2 đó, lúc nào cũng kín hàng như này cái thời điểm mà mình còn là nhất phân phối giống như các bạn đó, là lúc nào hàng cũng chật kín à bởi vì gì bởi vì quan điểm của phượng khi mà phượng kinh doanh ạ là nếu như phượng không là số 2 thì đừng ai là số 1 thực sự đấy là quan điểm của phượng và khi mà phượng kinh doanh các bạn ạ thực sự là mình luôn luôn là gì mình muốn là mình phải là cái người đứng đầu và mình khát khao rằng là gì chỉ có khi nào mà mình làm ăn lớn mình mới hút được cá mập Đấy là quan điểm của vợ khi mà vợ làm ăn kinh doanh cho dù cái thời điểm mình bắt đầu cho đến cái việc mà mình làm lớn mình luôn luôn là như vậy cứ có lãi là mình lại nhân vốn làm ăn cứ có lãi là mình lại nhân vốn làm ăn liên tục như vậy và không bao giờ mình tiêu vào cái tiền gốc khẳng định luôn cứ tiền gốc không bao giờ mình động một đồng nào còn tiền lãi thì luôn luôn mình chỉ tiêu khoảng 2 phần hoặc 3 phần còn lại là mình nhân vốn làm ăn đấy là quan điểm của mình khi mà mình làm ăn kinh doanh và bắt đầu là gì ạ hàng về nhiều hơn đây các anh chị nhìn thấy À, đây là hình ảnh của một à, mà gọi là một một cô bé uh, kinh doanh uh, mỹ phẩm cái thời điểm đó, các anh chị nhìn thấy uh, rất là uh, giản dĩ, rất là bình thường còn ngày xưa mình còn mở cửa hàng mỹ phẩm cơ đấy, rồi làm đây. và đây là những cái thành quả mà mình đạt được, uh, cái hình ảnh này là uh, tháng 3 năm 2021 cái thời điểm là mình đi rút tiền về mình đi mua đất, đấy các anh chị và đây là những cái thành quả rất là ngọt ngào và nếu như ngày xưa năm 2000 cuối năm 2008 và đầu năm 2009 mà bản thân Minh Phượng không quyết định lựa chọn công việc kinh doanh và mình không theo đuổi nó đến tận bây giờ thì chắc chắn mình không bao giờ có thành quả này các bạn ạ. À. Nếu như thời điểm đó mà mình học xong ra trường, mình đi học đại học, mình ra trường mình làm công ăn lương giống như nhiều người thì chắc chắn không bao giờ mình có được cái cuộc sống như ngày hôm nay, đấy là khẳng định với các bạn. Khẳng định luôn. Và cuộc đời của mình 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 nghiền ngẫm mình nhớ rằng là phi thương thì bất phú. Phi thương có nghĩa là gì là thương mại, bất phú là không giàu. Nếu như không làm thương mại thì không bao giờ giàu có. Và mình luôn luôn mình nhớ cái câu đó đó từ thời các cụ rồi, phi thương thì bất phú. Phi thương là thương mại bất phú là không giàu. Ý nghĩa của câu nói này là nếu như không làm thương mại thì không giàu. Các anh chị ạ. Và trong suốt cái cuộc đời kinh doanh của mình đây các anh chị, luôn 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 là là mình gắn liền với kinh doanh và và tài chính đấy là sự thật và mình là một cái đứa mà rất là máu về đầu tư mình máu lắm phượng rất là máu về đầu tư kinh doanh và mình rất là trân trọng những cái cơ hội đến với cuộc đời của mình và thay vì là mình nghi ngờ thay vì là mình say nâu no, thì phượng luôn là say yes kể cả mình cái cái có thể cái cơ hội kinh doanh nó nó chưa đem lại cho mình một cái thu nhập tốt nhưng nó sẽ giúp mình có những cái bài học lớn để mình rút kinh nghiệm lần sau mình có thể làm tốt hơn và với bản thân của minh phượng thì luôn luôn trân trọng mọi cơ hội đến với cuộc đời của mình bởi vì với quan điểm của phượng là biết đâu đó cái cơ hội đấy sẽ là cái cơ hội thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn. Mình không thể nào biết được tương lai của mình như thế nào. Và với cuộc đời của mình á, tương lai nó nằm trong bàn tay này, này. tất cả mọi thứ là do mình và do mình quyết định. Và suy nghĩ nó tạo ra cảm xúc và cảm xúc nó tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Và đấy là quan điểm của của Phượng. Và có thể mỗi một người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Và ngày hôm nay trên cơ sở là Phượng chia sẻ cái câu chuyện của mình nó không có ý nghĩa là giáo điều, không có ý nghĩa là dạy dỗ, mà nó là một cái kinh nghiệm đó là một cái hành trình để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay ở đây, để giúp các bạn một phần nào đó các bạn có thể hiểu hơn về cái chặng đường kinh doanh, công việc kinh doanh là gì, để các bạn đưa ra cho mình một cái sự lựa chọn vô cùng sáng suốt và biết đâu cái sự lựa chọn đó nó sẽ giúp cái cuộc đời của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Và à, đây là hai căn nhà của của Phượng ở Lê Lai Hà Đông. Nếu như các anh chị chị nào mà biết ở Lê Lai thì các anh chị biết là đất ở Lê Lai rất là đắt, không hề rẻ nó rơi vào khoảng 170 triệu một mét và hai căn nhà này của mình là 130 mét 130 135 mét ờ, một căn nhà này hiện tại căn nhà 5 tầng này mình đang ở và đây là một cái showroom mỹ phẩm ngày trước mình mở và bây giờ mình cho thuê rồi cái cái này mình đang cho thuê văn phòng và đây là hai chiếc xe ô tô của mình cái thời điểm cái ảnh này mình chụp vào từ năm 2018 rồi từ năm 2018 các anh chị đó mình cũng làm nhà kinh doanh nhà phân phối giống như các bạn thôi và mỗi một năm khởi đời thời điểm mình kinh doanh nhà phân phối năm nào mình cũng được được tặng xe lúc thì Lexus lúc thì Red Rover lúc thì tiền mặt vài tỷ năm nào mình cũng được tặng năm nào mình cũng là là gọi là nằm trong top những giám đốc kinh doanh xuất sắc nhất của công ty trong suốt 6 năm trời mình làm việc ở một cái doanh nghiệp cũ ở một cái doanh nghiệp cũ 6 năm năm nào mình cũng làm trong top đầu năm nào cũng nằm trong top đầu các anh chị không bao giờ mình mình tụt tận tụt ở trong các top mặc dù mình đã từng gãy hệ thống mình đã từng thất bại làm lại nhưng chưa bao giờ mình tuột khỏi trong top đầu và mỗi một năm mình đều được tặng thưởng một con xe, các anh chị. Đây, các anh chị nhìn thấy năm 2017 đây. À, ngày 23 tháng 10 năm 2017 đã được tặng một xe Lexus trị giá 2,3 tỷ. Đây, các anh chị nhìn đấy này. Quy định trả thưởng theo, theo chính sách công ty năm 2017 là đạt thưởng một xe Lexus trị giá 2,3 tỷ. Mỗi một năm mình đều được tặng một con xe, năm nào cũng như vậy, các anh chị. À, và trong cái hành trình của mình thì mình cũng giúp đỡ rất là nhiều uh, các nhà phân phối, các đại lý họ thay đổi cuộc sống, họ có nhà, họ có xe, họ có bất động sản và họ có những cái thu nhập rất là lớn từ công việc kinh doanh của chính bản thân họ. Và đây là một cái điều mà Phượng cảm thấy rất là tự hào bởi vì quan điểm của Phượng ấy, thành công á nó không phải là cái việc mà bạn kiếm bao nhiêu tiền hay bạn có bao nhiêu tiền mà thành công ở đây là gì? Bạn giúp đỡ được bao nhiêu người thành công thì đấy mới là thành công thực sự. Và với bản thân của Phượng là sứ mệnh chín nên là mình rất là mong muốn là được đem một cái phần công sức nhỏ bé của mình Để có thể xây dựng và giúp đỡ cộng đồng Để giúp những uh, con người khi đến và làm việc cùng với uh, chúng tôi Họ có thể thay đổi cuộc sống và thay đổi thu nhập Và đây là những hình ảnh uh, Trong những cái thời gian trước là mình làm việc và đồng hành cùng với các nhà phân phối Đâu nó nó khoảng vài chục cái xe, vài chục mảnh đất, vài chục căn nhà được xây dựng Đó các anh chị uh, Và năm cái xe này, xe Lexus này là phụ mua từ năm 2018 Đó và đó chính là cái hành trình của minh phượng khi mà phượng làm việc trong những cái giai đoạn mà mình làm từ thời đời điểm mà mình còn là nhà phân phối giống như các bạn ngày hôm nay ở đây và sau từng sau từng nấc sau từng nấc sau từng nấc và mình có được ngày hôm nay và mình đứng ở trong đội ngũ ở ban lãnh đạo của vtusit tầm và mình rất là tự hào và tự tin để có thể chia sẻ với các bạn và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn rằng là trong thời gian sắp tới bản thân minh phượng cũng như là toàn bộ các anh chị em ban lãnh đạo của vtus sẽ rất toàn lực toàn sức, toàn tâm, toàn trí, toàn tuệ để có thể đồng hành cùng toàn bộ hệ thống của Vitus System để giúp các anh chị thay đổi cuộc sống và kiến tạo một cuộc sống thịnh vượng hơn. Thì các anh chị hãy comment cho vợ thật nhiều số 6 nào. Các anh chị hãy comment cho vợ thật nhiều số 6 để vợ có thể chia sẻ với các anh chị về dự án khởi nghiệp tinh gọn cùng Vitus System vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Và với mong muốn là gì toàn bộ người dân Việt Nam sẽ sở hữu cho mình một bản thiết kế cuộc đời để có thể thấu hiểu chính bản thân của mình để có thể đạt được cái sự thành công may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống và đó chính là cái sứ mệnh của vi ngày hôm nay đến với việt nam và giúp toàn bộ tất cả các anh chị có mặt trong phòng dung ngày hôm nay đặc biệt là những anh chị khách hàng mới lần đầu tiên có mặt trong dung này được chưa ạ và chia sẻ với các anh chị rằng là cái lý do vì sao mà chúng ta nên lựa chọn công việc kinh doanh cụ thể là kinh doanh online mà không phải là kinh doanh offline kinh doanh truyền thống nha thì điều đầu tiên là gì ạ các anh chị thấy là kinh doanh online nó là xu thế rồi đúng không anh chị chắc chắn là xu thế, người người nhà nhà đều kinh doanh, từ những cái người nổi tiếng nhất, ví dụ như là gì, nghệ sĩ hài Trấn Thành, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh, hoa hậu chuyển giới Hương Giang, rồi là um, uh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, rồi là nghệ sĩ hài Việt Hương, rồi là vợ của uh, vợ của Trường Gia là diễn viên Nhã Phương cho đến rất rất nhiều người nổi tiếng khác ở Việt Nam, họ cũng lựa chọn công việc kinh doanh online. Vậy thì tại sao chúng ta không làm? Đúng không các anh chị? Từ những người nổi tiếng nhất cho đến những bà mẹ bỉm sữa, họ vẫn lựa chọn kinh doanh online. Và kinh doanh online là xu thế của thời đại rồi. Người người nhà nhà đều kinh doanh. Và hơn nữa là Việt Nam của chúng ta có 97 triệu dân. Có 97 triệu dân. Và trong số đó thì đã có tới 60 triệu dân đang sử dụng internet. Nên cái nhu cầu mua sắm qua internet là một cái nhu cầu thiết yếu. Và chính bởi vậy là gì ạ? Chúng ta có hơn 60 triệu dân đang sử dụng mạng xã hội và đang online bằng Internet. Nên cái việc mà chúng ta kinh doanh qua hình thức qua Internet, qua online thì đây là một cái xu thế và giúp chúng ta có thể tiếp cận khách hàng được dễ hơn, nhanh hơn và chúng ta có thể bán được, có thể tiếp cận và có thể bán được nhiều sản phẩm cho khách hàng hơn. Và cái điều thứ hai nữa là gì? Thị trường rất là tiềm năng. Tiềm năng ở đây là gì? Không chỉ là đơn giản là chúng ta bán trên nền tảng mạng xã hội mà chúng ta còn bán rất là nhiều các phương tiện thông tin đại chúng khác từ Shopee, từ uh, TikTok, từ uh, Zalo, từ YouTube, từ Facebook vân vân. Tức là nơi đâu có khách hàng, nơi đó có hình ảnh có mặt của tất cả các anh chị em chúng ta. Và đây là một thị trường rất là tiềm năng, cực kỳ tiềm năng luôn các anh chị ạ. Và ai ai người ta cũng đều kinh doanh rồi. Bây giờ cứ mở mắt ra lướt Facebook các anh chị thấy người người nhà nhà kinh doanh. Chả có lý do gì mà chúng ta không kinh doanh cả. Đúng không nào? Và tiếp theo nữa là gì? kinh doanh online với số vốn nó rất là thấp và rủi ro của chúng ta gần như bằng không bởi vì sao bởi vì khi mà các anh chị ví dụ như các anh chị ngày hôm nay các anh chị mở một cái cửa hàng anh chị mở một cửa hàng quần áo này một số thời trang giày dép này các anh chị mở quán cà phê mở nhà hàng hoặc là các anh chị đầu tư một tiệm tóc tiệm móng tiệm neo nó nho nhỏ thôi đâu đó các anh chị cũng phải bỏ tầm bảy chục một trăm triệu hai ba trăm triệu đúng không nào và bình quân thu nhập một tháng đâu đó 10, 20, 30 triệu, 50 triệu gì đó đi. Thế thì hỏi thật các anh chị này Khi mà chúng ta đầu tư với số vốn nó đâu đó 70, 100, 200, 300 triệu Thì theo các anh chị là mình có bị gặp áp lực không ạ? Mình có bị gặp áp lực không các anh chị? Mình có bị gặp rủi ro? Đặc biệt là trong cái thời điểm mà kinh doanh nó rất là khó khăn như thế này Xã hội rất là khó khăn cái nhu cầu mua sắm những cái sản phẩm không thiết yếu nó gần như được giảm bớt. Các dịch vụ vui chơi giải trí nó cũng được giảm bớt. Nó cũng chững lại. Đúng không nào? Thế thì theo các anh chị là các anh chị đầu tư một cái số vốn lớn như vậy thì các anh chị có bị gặp áp lực không? Nào là áp lực mặt bằng, nhân viên, đủ các thể loại. Đúng không nào? Và khi mà áp lực như vậy thì rủi ro lớn bởi số vốn đầu tư lớn thì gặp áp lực lớn và rủi ro lớn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đầu tư số vốn nhỏ thì áp lực nhỏ, rủi ro nhỏ. Đúng không nào? Và hơn nữa là kinh doanh vi tút, trời ơi, 2,5 triệu đồng. Trời ơi, các anh chị nghĩ 2,5 triệu đồng nó có áp lực không? Nó có rủi ro mà chẳng có rủi ro gì ở đây cả. Mà cũng chẳng có áp lực gì ở đây cả. Cùng lắm là các anh chị không kinh doanh nữa thì các anh chị xem cho người thân bạn bè của mình nhờ họ ủng hộ là hết. Là anh chị đã thu hồi lãi cả vốn rồi. Đúng không nào? Với số vốn 2,5 triệu thực sự là quá ít. Tôi khẳng định với các bạn là chưa bao giờ có một cái công ty nào mà kinh doanh với số vốn 2,5 triệu đồng thực sự cuộc đời của Phượng 13 năm kinh doanh các bạn ạ. Cái năm 2009 mình kinh doanh ấy, đã làm 3 triệu rồi. Từ năm 2009 cách đây 13 năm. Cái vàng các bạn các bạn biết là vàng thời điểm đó nó chỉ có 400 000 một chỉ thôi. Mà vàng bây giờ là bao nhiêu? 5 triệu rưỡi. Nó gấp bao nhiêu lần? Nó gấp 10, 13, 14 lần. Đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện là gì ạ? À? Làm gì có cái cơ hội kinh doanh nào mà chỉ với số vốn 2,5 triệu đồng đâu. Mà với 2,5 triệu đồng bạn chẳng bao giờ bạn có bị phá sản hay là bạn bị gọi là khuynh ra bại sản hay là bạn Uh, gọi làm uh, uh, vợ chồng cãi cọ nhau chỉ vì 2,5 triệu đồng cả. Nhưng đổi lại nó là một cái cơ hội cực kỳ tiềm năng cho các bạn để các bạn thay đổi cuộc sống, đúng không nào? Và đây là một cái cơ hội thực sự là rất là tiềm năng và với cái số vốn nó thấp như vậy nên rủi ro các bạn gần như là không có luôn. Gần như là không có luôn và bằng không luôn các bạn ạ. Đó. Và cái điều tiếp theo đó chính là gì? Thu nhập không giới hạn. Trời ơi, Phượng chưa bao giờ thấy có một cái doanh nghiệp nào và thu nhập không giới hạn cả lần đầu tiên mình thấy chỉ có VTUT xịt tổng là thu nhập không giới hạn các bạn và đó là lý do vì sao mà các bạn cần phải ra quyết định ngay ngày hôm nay các bạn nhé thu nhập không giới hạn các bạn có thể bỏ ra có 2,5 triệu đồng thôi nhưng các bạn có thể kiếm vài chục triệu ngay từ tháng đầu tiên 30 40 50 triệu đồng và rất nhiều các bạn đại lý ngày đầu tiên đến với VTUT. họ rất là nghi ngờ về cái điều là trời ơi làm gì có công việc nào bỏ ra 2,5 triệu đồng mà thu nhập không giới hạn và khi họ bắt tay vào họ làm cùng VTUT. chỉ trong vòng tháng đầu tiên họ kiếm ba mươi mấy triệu các bạn ạ thì thực sự là đúng là chỉ có bắt tay vào làm thì mới biết khả năng của mình ở đâu và chỉ có bắt tay vào làm thì mới biết được rằng là cái điều mà chúng tôi nói với các bạn là thật hay là không thật đúng không ạ và cái điều tiếp theo mà các anh chị nên lựa chọn kinh doanh online đó chính là gì các anh chị có thể làm mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm chỉ cần có một chiếc điện thoại kết nối internet là các bạn có thể kinh doanh bán hàng và kiếm tiền mọi lúc mọi nơi rồi và cái điều cuối cùng là phù hợp với mọi lứa tuổi từ già trẻ lớn bé trai gái ai cũng có thể kinh doanh được ai cũng có thể kinh doanh được đúng không nào thì đây là một cái điều mà thực sự là phượng cảm đấy nó rất là tuyệt vời các anh chị ạ à. và đây là cái lý do vì sao mà ngày hôm nay tất cả các anh chị có mặt trong dung này các anh chị cần phải ra quyết định ngay cho mình đó hãy lựa chọn một cái gì đó kinh doanh có thể các bạn có thể ngày hôm nay các bạn chưa lựa chọn vi tút có thể chưa nha có thể ngày hôm nay các bạn chưa lựa chọn nhưng các bạn hãy nên lựa chọn cho mình một cái công việc nào đó để các bạn có để các bạn có thể kinh doanh để các bạn có thể kinh doanh một kiếm được tiền bởi vì hãy nhớ này Phi thương thì bất phú. Và chỉ có kinh doanh mới giúp các bạn có thể kiếm được tiền và thay đổi cuộc sống của mình thôi. Và chính bởi vậy, có thể ngày hôm nay các bạn chưa lựa chọn VTUT. Nhưng Phượng khuyên các bạn rằng, hãy tìm một cái công việc nào đó để các bạn có thể kinh doanh và kiếm được tiền. Bởi vì chỉ có kinh doanh mới giúp các bạn thay đổi cuộc sống và thay đổi cuộc đời thôi. Bởi vì tôi khẳng định với các bạn, cho dù ngày hôm nay các bạn đi làm công ăn lương, các bạn làm thêm 10 năm, các bạn làm thêm 20 năm nữa. Đó, các bạn làm 10 năm, các bạn làm 20 năm nữa Thì thu nhập các bạn không thể nào đột phá được Các bạn không thể nào mà Thu nhập có thể ngày hôm nay các bạn đang là 8 triệu Không thể nào các bạn thành 30, 40, 50 triệu được Đấy là tôi khẳng định với các bạn à, Ông xã của Phượng Làm doanh nghiệp điện lực 15 năm rồi Và đang học tiến sĩ Là thạc sĩ công nghệ thông tin Là thạc sĩ quản trị kinh doanh Và đang chuẩn bị học tiến sĩ Mà hiện tại các anh chị biết lương bao nhiêu không? 15 triệu đồng Mà đi làm 15 năm nay rồi 15 năm nay rồi mà còn là một thạc sĩ công nghệ thông tin Là một thạc sĩ ở quản trị kinh doanh Mà thu nhập mới có 15 triệu thôi các anh chị ạ Thì khẳng định với các anh chị là cho dù Các anh chị làm cái công việc phấn đấu Các anh chị thêm 10 năm, 20 năm nữa thu nhập Các anh chị không thể nào gấp 3, gấp 4 lần được Khẳng định với các bạn luôn hãy lựa chọn cho mình một công việc nào để kinh doanh các bạn nhé Và điều tiếp theo Là khi các anh chị chọn công việc kinh doanh rồi Thì tại sao các anh chị lại không làm mỹ phẩm, không làm thực phẩm chức năng, không làm quần áo, giày dép, không làm nhà hàng, khách sạn mà các anh chị cần phải kinh doanh bản thiết kế cuộc đời. Các anh chị làm trong lĩnh vực thần số học. Thì điều đầu tiên, đây là một cái dự án, đây là một cái nhu cầu rất là lớn. Bởi vì ai ai cũng được mong muốn thấu hiểu bản thân mình. Ở lĩnh vực này chúng ta có thể lĩnh làm lĩnh vực về bản thiết kế cuộc đời. Nhá. Thế thì đây là một cái lĩnh vực có nhu cầu rất là lớn các anh chị. Ai cũng được mong muốn thấu hiểu bản thân mình ai cũng được mong muốn thấu hiểu gia đình con cái đồng nghiệp của mình và ai cũng được mong muốn có thể là gì nắm bắt được từ huyệt cảm xúc của khách hàng đó và đây là một cái nhu cầu rất là lớn trong cái xã hội phát triển hiện tại bây giờ và cái điều thứ hai là một cái cơ hội rất là tiềm năng cơ hội tiềm năng cực kỳ luôn bởi vì như ở vtut các bạn thấy không thu nhập không giới hạn thì có phải tiềm năng mà rất tiềm năng và cái điều thứ ba nữa là gì nó có cái tính tự bán rất là mạnh mẽ. Chỉ cần một người tải app của Vitus, họ cảm nhận họ sử dụng sản phẩm chỉ cần 350k thôi. Họ đã cảm thấy rất tuyệt vời và họ tự động đi lan tỏa cho tất cả bạn bè và người thân của họ. Và mặc định sản phẩm của chúng ta có cái tính tự bán rất là cao các anh chị ạ, à? bởi vì họ đọc họ trải nghiệm, họ thấy rất là tuyệt vời. Và cái điều thứ tư nữa là gì? Rất dễ lan tỏa. Cực kỳ dễ lan tỏa. Và cái điều thứ năm là thu nhập là không giới hạn. Đúng nào? Và khi mà bạn lựa chọn kinh doanh, bạn lựa chọn bản thiết kế cuộc đời, bạn lựa chọn trong lĩnh vực thần số học, thì trong cái lĩnh vực mà về thần số học thì có rất là nhiều doanh nghiệp không phải có một nha, có rất là nhiều doanh nghiệp, cực kỳ nhiều doanh nghiệp. Nhưng tại sao các bạn lại lựa chọn VTUT? thì nó phải có cái sự khác biệt. Đúng là tại sao các bạn lại lựa chọn VTUT? các anh chị có thể nhìn thấy cái đội ngũ ban lãnh đạo, đội ngũ co-founder, cổ đông của ban lãnh đạo ở rất là hùng hậu, mỗi một người là một thế mạnh khác nhau và mỗi một người đều có những cái điểm mạnh và chúng tôi làm mảnh ghép để có thể hỗ trợ cho nhau người này mạnh cái này và người này mạnh cái này và chúng tôi bổ trợ cho nhau để xây dựng một cái vi tút phát triển hùng cường trong thời gian sắp tới và đó là lý do vì sao mà các bạn nên lựa chọn vi tút và một cái hơn nữa có một cái nữa đó chính là với vi tút lợi thế của vi tút đầu tiên là doanh nghiệp của chúng tôi kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số đối với các cái doanh nghiệp về kinh doanh bản thiết kế cuộc đời thần số học khác thì họ kinh doanh các bạn biết không? phải có người like code và các bạn phải học ngày học đêm để các bạn có thể là gì hiểu về các con số để các bạn đi code cho người khác đúng không ạ các bạn có thể hiểu về chỉ số được đời là gì sứ mệnh là gì linh hồn là gì nhân cách là gì vân vân để các bạn đi code cho người khác nhưng với vi thì tất cả mọi thứ chúng tôi làm trên dựa trên nền tảng công nghệ số và trên một cái app rất là thông minh. Và việc của các bạn chỉ cần đăng nhập tải app về và sau đó thì đăng nhập họ tên thông tin vào trong vòng 3 giây, app sẽ trả về cho bạn kết quả cực kỳ tuyệt vời. Nó còn cụ thể và chi tiết hơn rất nhiều so với các cái doanh nghiệp khác mà không cần phải người like code. Các bạn cũng không cần phải học ngày, học đêm để các bạn có thể đi đi code cho người khác. Đúng không nào? Và Phượng đã từng thấy rằng có rất nhiều người trời ơi, học vòng trong vòng có nửa tháng một tháng mà đi cốt như đúng rồi các bạn ạ à. ờ, đi đi chia sẻ cuộc đời như đúng rồi luôn thực sự là mình cảm thấy rất là bất ngờ nhưng mà với vi của chúng ta thì tất cả mọi thứ làm trên app nó rất là tuyệt vời nó rất là nhanh gọn tiết kiệm thời gian tiết kiệm chi phí cho khách hàng và cái điều quan trọng là trong vòng một buổi tối các bạn có thể tư vấn cho các bạn có thể bán và tư vấn cho hàng chục khách hàng ví dụ như chúng ta làm những cái sản phẩm thần du học khác các bạn có thể tư vấn cho hàng chục khách hàng được đâu không có một buổi tối chúng ta không thể nào like cốt cho 100 khách hàng được và một buổi tối chúng ta cũng không thể nào mà, mà like code cho vài khách hàng thì đừng nói gì vài chục khách hàng nhưng với vtut một buổi tối các bạn có thể bán cho vài chục khách hàng đúng không à? chúng ta có thể hỗ trợ phục vụ cho vài chục khách hàng và cái điều thứ hai các bạn lên lựa chọn vtut đó chính là gì ạ với đội ngũ cố vấn chuyên môn đều là những bậc thầy trong lĩnh vực về tử vi phong thủy tứ trụ và kinh dịch tại việt nam rất là nổi tiếng và cái điều thứ ba là gì sản phẩm bắt nhịp xu thế giá cả thì cực kỳ cạnh tranh trời ơi bằng 1 phần 9 so với những sản phẩm khác tương tự ở bên ngoài thị trường. À, bản thân Phượng các bạn biết là năm 2014 Phượng đã từng bỏ 2,5 triệu đồng để sở hữu một cái bản sinh chắc vân tay. Bởi vì trong cái cuộc đời kinh doanh của mình á, mình đã từng gặp rất là nhiều những cái điều khó khăn. Ngày xưa mình làm hàng thị trường các bạn, cứ mỗi cái thời điểm 30 tháng 4, Mà 1 tháng 5 ấy, là mình rất là sợ. Mình sợ gì? Sợ quản lý thị trường bắt hàng. Và mình đã từng bị bắt hàng và đã từng phá sản. Bởi vì đã từng có những cái lô hàng mình về đâu đó nó khoảng 2 3 tỷ và cuối cùng bị tịch thu toàn bộ. Nó bị bắt đấy, bởi vì là mình nhập biên trái phép cái thời điểm mình bán những cái sản phẩm giảm cân đấy, mình nhập hàng gọi là nó giống như kiểu là sản phẩm nó nó không có thuế đâu, nhập nhập lậu ấy, nhập qua nhập lậu và bị hải quan bắt. Và những cái lô hàng đấy coi như mất trắng. Và những cái giai đoạn đó thì thực sự là rất là bế tắc và mình cảm thấy là đã có lúc mà phụ muốn từ bỏ. Và cuối cùng là Phượng bước đến cái lĩnh vực sinh chắc vân tay mà Phượng đi sinh chắc. Và khi mà mình sinh chắc vân tay thì cái bạn tư vấn cho mình ấy, nói rằng là bốn cái ngón tay này của mình này, bốn cái ngón chủ đạo này của mình là có đại bàng. Đó. Và mình rất là phù hợp với công việc kinh doanh. Nếu như mình kinh doanh, mình sẽ đứng đầu của một, ví dụ mình làm đội nhóm, mình sẽ đứng đầu của một đội nhóm. Nếu như mình làm doanh nghiệp, mình sẽ đứng đầu của một tổ chức của một doanh nghiệp và bạn ấy nói như vậy, bạn ấy nói với mình như vậy, bạn nói là mình nên theo đuổi công việc kinh doanh bởi vì đây sẽ là cái công việc phù hợp nhất và mình sẽ đạt được nhiều cái thành công và cái thành tựu nhất trong cái lĩnh vực này. Và Ôi oh, sorry các anh chị lại bị mất mạng? <laughs> ok, chúng ta tiếp tục. Ở à, trong cuộc đời kinh doanh của Phượng ấy, thì chưa bao giờ là mình mình từ bỏ cả. Bởi vì là mặc dù gãy hệ thống 3 lần các anh chị, em Phượng gãy hệ thống 3 lần, rất nhiều thủ lĩnh rồi bỏ mình đi. Nhưng em Phượng vẫn làm lại từ đầu. Bởi vì Phượng nghĩ là chỉ còn mình thôi, mình vẫn có thể sống được. Từ một mình 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 có thể xây dựng hệ thống vài nghìn người, huống chi là bây giờ mình đã có sẵn hệ thống ở bên dưới, thì chả có lý do gì mà mình từ bỏ. Và Phượng vẫn kiên trì và theo đuổi cho đến tận bây giờ. Và khi mà mình sinh chắc vân tay á thì mình biết cái điều đó nên mình theo đuổi. Và hỏi thật các anh chị này, ở đây cũng biết là có rất nhiều các thủ lĩnh của Vitut các anh chị kiếm được rất nhiều tiền từ Vitut. Đã từng bao giờ các anh chị có suy nghĩ và có ý định là đưa ông xã của mình về kinh doanh cùng với mình để hỗ trợ cùng với mình không? Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Đồng tư duy, đồng suy nghĩ thì có thể kiếm được rất nhiều tiền đúng không nào? Nào, đã bao giờ các anh chị có suy nghĩ như vậy không? Có không ạ? Có không anh chị? Có đúng không nào? Chắc chắn thôi, vì mình kiếm được tiền mà. Bản thân em Phượng cũng giống như các anh chị. Các anh chị ạ, à? em đã từng đấu tranh tư tưởng tuyệt thực, thậm chí là còn đà đào, còn tác động đến cái mức độ là thậm chí còn có thể bỏ nhau được là gì? Ông phải về kinh doanh cùng với tôi. Tức là đến cái mức độ như vậy, tức là vì em thấy rằng có rất nhiều bạn, hai vợ chồng cùng làm bạn kiếm rất nhiều tiền, kiếm rất nhiều tiền luôn và em rất là mong muốn chồng về đồng hành cùng với em thực sự là em còn áp đảo đến mức độ là chiến tranh lạnh rồi các thể loại Đó. nhưng mà cuối cùng là em sinh chắc vân tay cho lão á các anh chị biết là tay của lão toàn núi và em thấy bất ngờ làm gì tay toàn núi dã man thật sự và những cái người mà về chủng núi á, thì họ rất là khó để thay đổi trừ khi họ thực sự trong tâm của họ muốn thay đổi thôi còn rất là khó để mà tác động từ bên ngoài và khi mà em thấy rằng toàn núi như vậy á, là thôi em từ bỏ em từ bỏ cái ý định là đưa lão về kinh doanh để cho lão ấy tự tự thích thôi khi nào lão thích thì lão về thôi và em từ bỏ cái ý định đó và à, đấy là lý do vì sao mà 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 trước khi làm cái gì là em cũng phải phải xem rằng chồng mình có phù hợp hay không thế nên là gì à, ngày hôm nay thì có thể là à, thực sự là nếu như chúng ta có cái sự đồng hành của chồng ấy thì khẳng định với các anh chị là thuận vợ thuận chồng đồng tư duy tắt biển đông cũng cạn chúng ta sẽ rất là thành công à, và cái điều thứ tư mà anh chị nên lựa chọn ViTut tầm đó chính là ở ViTut thì có cái quy trình đào tạo rất là chuyên nghiệp, các anh chị không cần phải học ngày học đêm, tất cả mọi thứ đã được đóng gói và sau này tất cả những cái chương trình này chúng tôi sẽ đóng gói và chuyển giao lại cho hệ thống của ViTut và các anh chị cũng sẽ được cầm tay chỉ việc và cam kết cái sự thành công cho bất kỳ cá nhân nào khi đến với ViTut System. đấy đấy là sự thật và chúng tôi rất tự hào về cái đường ống giáo dục đào tạo về cái quy trình về cái hệ thống đào tạo sắp tới và một cái điều nữa mà các anh chị nên lựa chọn ViTut đó. Ban lãnh đạo thì đều là những người mà rất là tuyệt vời rồi Đều là những người có kinh nghiệm Người nào ít thì cũng chục năm rồi 13, 14 năm trong lĩnh vực về nghiên cứu phát triển con người Và trong lĩnh vực kinh doanh cũng như vậy Rồi là ở đây thì quy trình lộ trình đào tạo chuyên nghiệp Được cầm tay chỉ việc huấn luyện kèm cặp Để đảm bảo cho sự thành công của bất kỳ ai Và nói thật, khi mà các bạn đến với VTUT á, Muốn thất bại còn khó hơn là muốn thành công Bởi vì làm với VTUT thì khẳng định là thành công nên là muốn thất bại nó còn khó chứ đừng có nói là 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 bảo muốn thất bại là dễ đâu nhé đối với các doanh nghiệp khác để thành công là khó nhưng với VTut thì muốn thất bại còn khó chứ đừng nói là là là, là bởi vì là khẳng định với các bạn là làm là được làm là thắng làm là kiếm được tiền chỉ có điều là các bạn có ra bắt tay và để triển khai luôn vào ngay hay không thôi được chưa và cái điều tiếp theo là gì ạ Tại sao mà các anh chị nên làm trong thời điểm này mà không phải là một giai đoạn nào khác không phải là uh, ngày mai ngày kia hay là một hai ba tháng nữa? Là thứ nhất là cái năm 2020 là chúng tôi bắt đầu hình thành doanh nghiệp uh, công công ty công nghệ số Vitus System. Năm 2021 là cái giai đoạn chúng tôi chứng minh là sản phẩm chúng tôi rất tuyệt vời. Chúng tôi tiếp cận với khách hàng để chúng tôi cho khách hàng thấy rằng bản thiết kế cuộc đời của Vitus là một cái tấm bản đồ là một cái kim chỉ nam để giúp họ có thể đi được đúng hướng đi đúng với cái cái sứ mệnh cái đường đời của mình để đạt được cái sự thành công may mắn hạnh phúc. Và năm 2022 là một cái năm cực kỳ phát triển của Vitut các bạn thấy không? Trong vòng có 4 năm tháng vừa rồi thôi, chúng ta riêng cái việc mà khách hàng trải nghiệm App Vitut đã có tới hơn 50 hơn 50.000 user đăng ký và sử dụng app của Vitut, hơn 50.000 khách hàng trong vòng có vài tháng thôi thì điều này điều rất là tuyệt vời và năm 2022 là một cái năm cực kỳ phát triển của Vitus và tạo tiền đề cho năm 2023 vô cùng bùng nổ và phát triển mạnh mẽ các anh chị ạ và năm 2024 là một cái giai đoạn chuyển mình là một cái giai đoạn chúng tôi lên một cái tập đoàn đó VTUT Holding Để chúng tôi xác lập doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp Và có thể thành lập rất nhiều uh, nền tảng xoay, canh, xoay quanh của VTUT Holding Đấy là cái dự án về năm 2024 Và các bạn sẽ thấy rằng là uh, chúng tôi sẽ tập trung để phát triển một cái uh, dự án cộng đồng Một cái nền tảng rất là vững chắc để cho các bạn có thể tự tin đồng hành cùng VTUT System Và uh, ở VTUT thì uh, các bạn sẽ được đảm bảo cái sự thành công của các bạn Ngày hôm nay nếu như các bạn lựa chọn một công việc kinh doanh nào đó Ví dụ như các bạn làm kinh doanh truyền thống đi Ví dụ ngày hôm nay các bạn mở một cái shop thời trang quần áo Các bạn đầu tư khoảng 200 triệu Và một tháng các bạn có thu nhập 30 triệu đi Thế thì hỏi thật các bạn này Từ cái việc mà các bạn phải đi nhập quần áo Từ cái việc các bạn phải live stream bán hàng Từ cái việc các bạn phải tìm mọi cách marketing Để các bạn có khách hàng tới với cửa hàng của mình Là các bạn phải làm từ A đến Z đúng không ạ Nào hỏi thật các bạn Là các bạn làm hay là người khác làm hay là nhân viên làm hay là người quen của mình làm hộ nào theo các bạn. Khi mà các bạn đầu tư một cái shop thời trang quần áo là các bạn có phải là các bạn phải tự nhập quần áo, tự đi nhập quần áo này, tự nghĩ cách để mà bán được hàng này, rồi tự marketing, giới thiệu cái shop của mình để có thể tiếp cận được nhiều người này, quảng bá như nào đó để khách hàng đến cửa hàng của mình là có phải là các bạn tự làm từ A đến Z không? Nào, có đúng không ạ? Là các bạn làm hay là người khác làm hộ cho các bạn ạ? Nào, theo các bạn. Chúng ta cùng nhau tương tác với nhau nha nào theo các bạn là ai là người làm cho chúng ta chúng ta tự làm luôn nào chúng ta tự làm từ cái việc mà đi nhập sản phẩm từ cái việc mà tìm mọi cách để có thể là có được khách hàng marketing vân vân hình ảnh chụp ảnh livestream các thứ là chúng ta phải tự làm cùng lắm là nhân viên nó lên livestream cùng với mình còn tất cả mọi thứ là chúng ta phải tự làm và tốn rất nhiều thời gian công sức tiền bạc tất cả mọi thứ đúng không nào và để thành công thì chúng ta phải nỗ lực 100%, chúng ta phải tập trung 100%, chúng ta, chúng ta phải dành toàn bộ thời gian, công sức, tiền bạc, trí tuệ cho cái cửa hàng của mình để chúng ta có thể kiếm được mỗi một tháng vài chục triệu đồng. Đúng không nào? Tức là chúng ta phải làm từ A đến Z. Nhưng với vi system hoàn toàn khác. Nào hỏi thật các bạn, sản phẩm ai lo ạ? À? Đúng rồi, bán hàng còn bị hàng tồn nữa cơ. Rồi, đối với vi system này hỏi thật các bạn, sản phẩm ai lo? App công nghệ số ai lo? Nào theo các bạn, đào tạo ai lo? Marketing ai lo? Truyền thông ai lo? Nào hỏi thật các bạn, sản phẩm ai lo ạ? À? app uh, công nghệ số ai lo? Đào tạo ai lo? Truyền thông ai lo? Marketing ai lo? Công ty lo đúng không nào các bạn? Ở ngoài kia, để các bạn làm một cái công việc nào đó, các bạn phải làm từ A đến Z. Các bạn phải đầu tư 100% tiền bạc công sức, thời gian, trí tuệ, nguồn lực của mình. Đúng không nào? Nhưng với VTOOT thì các bạn, gì ạ? À? Các bạn từ sản phẩm, từ chiến lược truyền thông, từ marketing là đã là công ty lo và các bạn đã có 50% sự thành công đến từ cái việc công ty lo cho các bạn điều đó rồi. Ví dụ ngày hôm nay các bạn tự thành lập doanh nghiệp riêng, các bạn mở công ty thì các bạn phải tìm nhà máy sản xuất, các bạn phải có vốn, các bạn phải đi sản xuất, đi gia công, nhập bao bì, chai lọ. Về sau đó thì các bạn tự tìm tuyển tuyển đại lý, sau các bạn phải tự đào tạo tất cả mọi thứ. Đúng không nào? Các bạn phải tự làm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn những cái đó ai làm cho các bạn là công ty làm cho các bạn. Và với quan điểm của Phượng nha, một là mình phải thực sự là có rất nhiều tiền là mình có mảnh ghép thì mình mới nên mở một cái gì đó của riêng mình. Còn nếu không ấy thì tốt nhất nên kết hợp với một anh lớn nào đó. Họ có đầy đủ tất cả mọi thứ và mình đứng trên vai của người khổng lồ để mình làm. Thay vì là mình phải đầu tư tiền bạc công sức thời gian trí tuệ và làm từ A đến Z, từ tất cả mọi thứ cũng đến tay mình. Từ cái việc sản phẩm rồi, từ việc đào tạo, từ việc truyền thông, từ việc marketing, từ việc thị trường. Tất cả mọi thứ là mình phải tự làm. Mình vừa chủ, mình vừa là nhân viên luôn. Thay vì như vậy, mình phải tự làm để rủi ro rất là lớn mà trong cái thời điểm khó khăn như thế này thì thay vì như thế là mình tìm tới một cái anh lớn họ có đầy đủ nguồn lực họ có đầy đủ mảnh ghép họ có đầy đủ thế mạnh và chúng ta kết hợp với họ để làm và chúng ta chỉ cần tập trung phát triển tứ mình trở xuống còn ở trên họ đã có doanh nghiệp công ty lo hết rồi thì có phải tỷ lệ thành công của chúng ta cao hơn không ạ thay vì chúng ta phải tự làm một mình từ a đến z thì ngày hôm nay với ViTut là các bạn đã có 50% sự thành công đến từ công ty là bởi vì công ty lo cho bạn về sản phẩm về app công nghệ số về marketing về truyền thông về tất cả những cái chiến lược định hướng là công ty lo và nếu như ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm tốt thôi nhưng nếu như ngày hôm nay các bạn vào đây các bạn làm việc các bạn tự bơi các bạn tự làm không ai hỗ trợ không ai đào tạo không có quy trình gì cả thì theo các bạn là các bạn có thể phát triển đúng không ạ nào theo các bạn nếu như chúng ta chỉ có một cái sản phẩm tốt thôi nhưng nếu như mà các bạn phải là tự đào tạo các bạn tự làm một mình các bạn tự bơi À, các bạn làm theo bản năng thì theo các bạn là các bạn có thành công được không ạ có thể chúng ta vẫn kiếm được tiền đấy có thể vẫn kiếm được tiền nha nhưng để phát triển rực rỡ để có thu nhập đột phá để tạo ra một hệ thống lớn mạnh để có một hệ thống tạo ra một cái dòng tiền thì không thể nào mà các bạn thiếu cái hệ thống đào tạo được đấy là sự thật các anh chị ạ à? bởi vì sao bởi vì đào tạo nó là xương sống của hệ thống rồi và nếu như ngày hôm nay nếu như chúng ta làm ở vtut hoặc là chúng ta làm một cái đơn vị nào đó mà chúng ta tự làm theo bản năng và chúng ta phải làm việc một mình, chúng ta không có ekip, không có chúng ta không có đào tạo, không có quy trình thì chắc chắn là cái sự phát triển của chúng ta nó sẽ bị giới hạn. Có thể chúng ta vẫn kiếm được tiền, có những con người nó rất là có những con người rất là xuất sắc thực sự. Tôi khẳng định có những người rất là xuất sắc. Họ tự đào tạo, họ tự đứng lên, họ tự follow, tự họ tự hỗ trợ hệ thống của mình. Đấy là số ít những người xuất sắc như vậy thôi. Còn đa phần thì thực sự với các bạn rằng là nếu mà phải tự bơi làm theo bản năng rất khó thành công. Có thể chúng ta vẫn kiếm được tiền nhưng để đột phá để hệ thống lớn mạnh để nhân bản hệ thống là không có và ngày hôm nay thì Vitus đã có sẵn một hệ thống đào tạo đã có sẵn quy trình huấn luyện và chúng tôi đã được kiểm chứng trong suốt rất nhiều năm và ngày hôm nay chúng tôi đưa nó về để áp dụng với hệ thống Vitus để giúp các bạn có thể nhân bản được hệ thống của mình để giúp hệ thống chúng ta có một cái mạch xương sống để làm sao để chúng ta có thể tạo ra một nghìn cái chai giống nhau À, chúng ta có một cái quy trình sản xuất một nghìn cái nắp chai giống nhau, một nghìn cái chai giống nhau. Đúng không nào? Để chúng ta đạt được cái sự thành công và giàu có. Và nếu như ngày hôm nay chúng ta có một sản phẩm tốt thôi, chưa đủ. Chúng ta có đào tạo quy trình tốt thôi cũng chưa đủ. Nếu như chúng ta vẫn làm việc một mình mà chúng ta không có ekip thì theo các bạn là các bạn có năng lượng để làm tiếp không? ngày hôm nay cứ lúc nào chúng ta cũng lùi thủi một mình đi đâu cũng một mình làm gì cũng một mình gặp khách hàng cũng một mình đi thị trường cũng một mình chúng ta không có ekip thì theo các bạn là các bạn có đủ tự tin là mình có thể là mình giữ được cái năng lượng lúc nào nó cũng đỉnh cao để mình có thể làm trong những cái chặng đường sắp tới không ạ rất là khó về bán hàng là bằng năng lượng và nếu như ngày hôm nay mà chúng ta đi một mình ấy thì nó rất là khó để cho chúng ta trong cái quá trình phát triển sắp tới và chắc chắn rồi chúng ta cần phải có một ekip cần phải có đội nhóm hỗ trợ cùng với mình thì chúng ta sẽ rất là phát triển và ở đây thì các bạn đã có ekip rất là tuyệt vời đội nhóm phát triển rất là tuyệt vời và riêng cái phần ekip hỗ trợ và đội nhóm đồng hành là các bạn đã có 10% sự thành công công ty hỗ trợ cho các bạn 50% sự thành công đến từ sản phẩm công nghệ số chiến lược truyền thông và marketing 30% sự thành công đến từ quy trình và đào tạo huấn luyện và 10% đến từ ekip đội nhóm hỗ trợ cho bạn nhưng nếu như ngày hôm nay các bạn có sản phẩm tốt, các bạn có truyền thông tốt, các bạn có marketing tốt, các bạn có quy trình tốt, các bạn có đào tạo tốt, các bạn có ekip tuyệt vời. Nhưng nếu như ngày hôm nay các bạn không làm, thì theo các bạn là các bạn có kết quả không ạ? Nào chúng ta cùng nhau comment nha, hello cả nhà. Nếu như ngày hôm nay các bạn không hành động, các bạn không làm và các bạn cứ ngồi một chỗ để há miệng để chờ sung nó rụng xuống ấy, thì theo các bạn là các bạn có kiếm được tiền không ạ? Các bạn có thành công được không ạ? Nào chúng ta cùng nhau tương tác nào. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không hành động, chúng ta không làm việc, chúng ta không nỗ lực, chúng ta không công hiến thì theo các bạn là chúng ta có thành công đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Bởi vì chẳng có công việc nào mà ngồi chơi mà hai ra tiền cả. Đấy là sự thật. Không làm việc bằng chân tay thì phải làm việc bằng đầu óc. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta ngồi chơi mà có thể thành công và giàu có. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn làm việc tần suất gấp bao nhiêu lần chúng ta? Đúng không ạ? Và rất nhiều người thành công và giàu có khác họ cũng như vậy. Họ làm việc gấp rất nhiều lần với chúng ta và họ có được cuộc sống như ngày hôm nay và ở vi cũng như vậy các bạn ạ nhưng ở ngoài kia để thành công để giàu có để có được một cuộc sống tốt đẹp để có được một cái thu nhập tốt ổn định thì các bạn phải làm từ a đến z ví dụ như ngày hôm nay các bạn đi làm công ăn lương đi các bạn làm kế toán đi để một tháng các bạn nhận lương 10 triệu thì các bạn cũng phải đi đi làm đủ 26 ngày công không nghỉ ngày nào đúng không nào nếu như ngày hôm nay một tháng 26 ngày các bạn làm 10 ngày thôi thì làm sao lương của các bạn có 10 triệu được? Lúc đấy lương các bạn chỉ có 5 triệu thôi, 4 triệu thôi. Đúng không nào? Tức là gì? Ở ngoài kia để kiếm được tiền thì các bạn phải dành toàn bộ thời gian, công sức, tiền, bạc trí, tuệ, tất cả. Mọi thứ mà mình đang có, nguồn lực của mình có để có thể đạt được cái thu nhập mà mình mong muốn. Đó, ví dụ như là lương 10 triệu thì các bạn phải làm đủ 26 ngày công mà không nghỉ ngày nào cả. Thì các bạn mới nhận đủ lương 10 triệu. Đấy nhưng ở với VTUT thì nó hoàn toàn khác hoàn toàn khác, bởi vì với VTUT các bạn chỉ cần 10% sự nỗ lực của các bạn thôi, là các bạn đã có 100% sự thành công rồi nhưng ở ngoài kia, ở các cái công ty ngoài kia, các đơn vị ngoài kia, các công việc ngoài kia, các bạn phải có 100% công sức của mình, thì các bạn mới đạt được cái thu nhập mà mình mong muốn thậm chí có khi là thu nhập mình còn không mong muốn cơ, không phải là cái điều mà mình mong muốn, nhưng mình vẫn phải dành toàn bộ thời gian công sức tiền bạc 100% thời gian của mình cho công việc đó thì các bạn mới đạt được cái mức thu nhập mà hàng tháng mình đề ra. Nhưng với Vito System thì các bạn chỉ cần 10% sự nỗ lực của các bạn thôi là các bạn đã có 100% sự thành công. Chỉ bằng 1 phần 10 thôi. Thì đây là cái điều rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cực sự rất là tuyệt vời. Và đó là lý do vì sao mà các bạn nên lựa chọn Vitus System. Là cái đơn vị, là cái doanh nghiệp để các bạn đồng hành trong những chặng đường sắp tới. Và cái điều tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nữa đó chính là gì chính sách của Vitus và tại sao tôi nói với các bạn là chính sách của vừa rồi tôi nói với các bạn là Vitus với Vitus là thu nhập không giới hạn với Vitus là các bạn có thể đem lại cho mình một cái cuộc sống giàu có thịnh vượng là bởi vì ban lãnh đạo Vitus cho đi quá nhiều trong suốt rất trong suốt 3 năm qua trong suốt 3 năm qua và với chính sách Vitus tôi vẫn treo lần chính sách thạch xanh kiếm rất nhiều tiền đó và bao nhiêu số các anh chị hóng chính sách của Vitus thì comment trong số 1 nào số 1 cho một cái sự khởi đầu mới nào, bao nhiêu bạn à, à, bao nhiêu anh chị ngày hôm nay quý đối tác khách hàng ngày hôm nay có mặt trong Vitus System. Bao nhiêu số các anh chị mong muốn là à, được à, có thể đón nhận cái chính sách vô cùng tuyệt vời của Vitus. Comment cho vợ số 1 nào. Rồi cảm ơn các anh chị, cảm ơn cả nhà rất nhiều vì có cái sự tương tác rất là tuyệt vời. À, cái chính cái sự tương tác cái cái sự comment của tất cả các anh chị cũng là cái nguồn động lực để cho Minh Phượng có thể chia sẻ nhiều hơn nữa, tâm huyết hơn nữa và cho đi nhiều hơn nữa để có thể à, một phần nào đó để giúp tất cả các bạn ngày hôm nay ở đây có thể phát triển công việc kinh doanh của mình cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều và chính sách của vi rất là tuyệt vời các anh chị đầu tiên đó chính là chính sách của mức chuyên viên 2,5 triệu đồng à, các anh chị nhìn đây nha thứ nhất là khi các anh chị đầu tư số vốn 2,5 triệu đồng các anh chị sẽ được tặng ngay một cái khóa học tinh hoa thần số học trị giá 5 triệu để các anh chị biết được năng lượng các con số các anh chị hiểu rõ về các cái chỉ số trong cuộc đời của mình cái điều thứ hai là các anh chị sẽ được tặng ngay một khóa học khởi nghiệp tinh gọn trị giá 3 triệu đồng này nữa. Tức là các anh chị hoàn toàn có thể đưa khách hàng vào những cái chương trình khởi nghiệp tinh gọn uh, Zoom online rồi những cái chương trình khởi nghiệp tinh gọn trực tiếp tại văn phòng. Và những cái chương trình này là trị giá 3 triệu đồng. Sau này chúng tôi sẽ chuyển ra và huấn luyện lại cho các bạn để các bạn có thể tự tin đi làm những cái chương trình hội thảo tại tỉnh của mình, tại địa phương của mình cho hệ thống của mình. Cái điều thứ ba các anh chị sẽ được tặng đó chính là tặng ngay một cái khóa học chiến lược bán hàng đỉnh cao trị giá 3 triệu đồng chế độ bán hàng đỉnh cao cam kết ra tiền ngay lập tức các anh chị nhá cam kết ra tiền ngay lập tức luôn đó và cái điều thứ tư là thu nhập các bạn sẽ là 15 cho đến 20 triệu đồng cho một tháng và thậm chí có thể lên vài chục triệu trong một tháng luôn ở hệ thống của VTUT có rất nhiều các bạn Đã thu nhập ba mươi mấy triệu rồi là bình thường trong tháng đầu tiên chỉ với số vốn hai triệu đồng các anh chị ạ thì đây là một cái mà rất là tuyệt vời và tôi muốn là nếu như những anh chị em nào mà ngày hôm nay có mặt trong zoom này nếu như các bạn thực sự tin tưởng vào chúng tôi tin tưởng vào cái người mà chia sẻ cho các bạn cơ hội kinh doanh này thì các bạn có thể tham gia với cái số vốn là 2,5 triệu đồng có thể nha còn nếu các bạn cảm thấy chưa tin tưởng cho lắm thì các bạn có thể trải nghiệm và sử dụng sản phẩm bản thiết kế cuộc đời của chúng tôi với giá là 350k các bạn trải nghiệm đi các bạn thấy hay thấy tốt các bạn thấy tuyệt vời các bạn thấy đúng với cuộc đời các bạn thì lúc đó các bạn hãy đầu tư tiền để kinh doanh cùng với chúng tôi bởi vì với một cái sản phẩm thì các bạn cần phải trải nghiệm trước sau đó thì các bạn mới thấy hay thấy tốt các bạn thấy đây là một cái cơ hội cho cuộc đời của mình thì các bạn có thể là gì lựa chọn chúng tôi để các bạn kinh doanh bởi vì thực sự tôi nói thật với các bạn rằng là tôi chưa từng thấy có một cái cơ hội kinh doanh nào mà chỉ với số vốn hai triệu đồng mà các bạn có thể kiếm vài chục triệu một tháng nên tôi khẳng định với các bạn trong cuộc đời kinh doanh của tôi và cách đây 13 năm về trước và tôi kinh doanh đã phải 3 triệu đồng và vàng thời điểm đó có 400 nghìn mà tôi còn phải xuất phát cái khởi điểm kinh doanh 3 triệu đồng mà bây giờ mà số vốn 2,5 triệu đồng mà các bạn có thể kiếm vài chục triệu thì thực sự là tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái cơ hội nào nó tuyệt vời như này các bạn ạ đó và chính sách thứ hai dành cho các bạn đó chính là chính sách đối tác kinh doanh và nếu như thực sự ngày hôm nay các bạn thấy rằng Vitus system là một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời cho các bạn dành cho các bạn. Và là nếu như các bạn tin tưởng chúng tôi, tin tưởng ban lãnh đạo của Vitus, tin tưởng uh, cái người leader cái người mà cái mời bạn vào trong buổi tối ngày hôm nay Zoom trong buổi tối ngày hôm nay các bạn tin tưởng thì các bạn có thể ra quyết định lựa chọn với đầu tư với cái số vốn 10 triệu đồng thì chắc chắn với số vốn 10 triệu đồng thì các bạn có thể tuyển sỉ được. Các bạn có thể đạt cho mình thu nhập nó cao hơn rất nhiều so với số vốn 25 triệu đồng. Đấy là điều chắc chắn đúng không ạ? Thế thì các bạn cũng sẽ được tặng đầu tiên khoa học tinh hoa thần số học tương tự như vậy chỉ giá 5 triệu đồng thứ hai là tặng khoa học khởi nghiệp tinh gọn chỉ giá 3 triệu đồng thứ ba là tặng khoa học chiến lược bán hàng đỉnh cao trị giá 3 triệu đồng cam kết ra tiền ngay lập tức tại tại cái chương trình này cái điều thứ tư là tặng quy trình tuyển sỉ để giúp các bạn tuyển dụng được đại lý và đây thì chúng tôi ban lãnh đạo sẽ tập trung tuyển dụng cho những anh chị nào từ 10 triệu trở lên chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ các anh chị và tuyển dụng các anh chị tuyển dụng đại lý cho các anh chị được chưa và chỉ áp dụng đối với các anh chị là đối tác kinh doanh từ 10 triệu trở lên nha còn với các anh chị 2,5 triệu đồng thì các anh chị chỉ cần bán lẻ thôi các anh chị chỉ cần bán lẻ thôi các anh chị chưa tuyển xỉ được bởi vì là 2,5 triệu đồng thì chúng ta chỉ bán lẻ cho 11 khách hàng với cái bản thiết kế cuộc đời 350k và chúng ta được bán không giới hạn bản 70k còn với cái số vốn 10 triệu đồng thì chúng ta có thể tuyển dụng đối tác kinh doanh 2,5 triệu đồng à, chuyên viên kinh doanh 2,5 triệu đồng được chưa à, và những anh chị nào mà quyết định lựa chọn cho mình À, đầu tư 10 triệu đồng và VTUT si tầm thì các anh chị sẽ có thu nhập từ 37 cho đến 50 triệu đồng trong một tháng khi các bạn quyết định lựa chọn kinh doanh cùng VTUT thì đây là một cái điều mà thực sự tôi thấy rất là tuyệt vời à, và nếu như ngày hôm nay các bạn tin tưởng chúng tôi các bạn thấy rằng dự án của VTUT là một dự án cực kỳ tiềm năng đây là một cái cơ hội rất là lớn để giúp bạn có thể thay đổi thu nhập đặc biệt là các bạn có thể có được một cái thu nhập trong cái thời điểm Tết Nguyên đán năm 2023 này để thay đổi cuộc sống thay đổi thu nhập của mình để có một cái tết rủng rỉnh hơn thì các bạn cần ra quyết định ngay từ bây giờ bởi vì cái dịp tết này mới là cái thời điểm kinh doanh vàng của chúng tôi cái gì ạ à? cứ đến cuối năm cứ đến đầu năm là đi xem bói liên tục liên tội xem tử vi liên tội xem bát tự liên tội xem phong thủy liên tục luôn thì đây là chính là cái cơ hội vàng để cho chúng ta bán hàng xuyên tết các anh chị ạ, à? tết thì chẳng ai người ta tiếc vài trăm nghìn để người ta sở hữu một cái bản thiết kế cuộc đời đâu, và đây là cơ hội để dành cho chúng ta. và nếu như anh chị nào mà mong muốn cái tết năm nay chúng ta có thể kiếm hai ba mươi triệu để chúng ta có tiền ăn tết, thì các anh chị cần phải ra quyết định ngay cho mình từ bây giờ và ngay quyết định ngày hôm nay để các anh chị trở thành đối tác kinh doanh của V2 System của chúng tôi, để các anh chị sẽ được cầm tay chỉ việc huấn luyện bài bản kèm cặp để giúp các anh chị có thể kiếm tiền trong cái thời điểm tết nguyên đán này, để giúp các anh chị thay đổi cuộc sống của mình và ngay từ đầu cái slide của của phượng phượng đã chia sẻ với các bạn ngay từ đầu đó chính là gì ạ mọi giấc mơ trên cuộc đời này thì mình đều có thể trở thành hiện thực và chỉ cần bạn là gì ạ kiên trì và theo đuổi đến cùng mà thôi chỉ cần bạn theo đuổi và kiên trì đến cùng mà thôi và mọi giấc mơ sẽ có thể trở thành hiện thực và lời khuyên dành cho các bạn là hãy cho phép mình được có mặt À, trong những cái à, gọi là trong những cái cơ hội trong cuộc đời mình bởi vì khẳng định với các bạn này, trong cuộc đời của mỗi cá nhân ngày hôm nay ở đây, trong cuộc đời của chúng ta ở đây, chắc chắn là sẽ có rất nhiều cơ hội đến với cuộc đời của mình. Chỉ có điều là chúng ta có nắm bắt hay là không nắm bắt hay mà thôi. Đó. Nào hỏi thật các anh chị ở đây, trong cuộc đời các anh chị có phải đã từng rất nhiều lần các anh chị bỏ qua cơ hội đến với cuộc đời của mình không? Bỏ qua. Tôi nhớ rất rõ năm 2016. Cái thời điểm đất ở dưới Thanh Hà ấy rất là hot thời điểm đó nó chỉ có đâu đó 9 triệu 10 triệu một mét thôi và thời điểm đấy là tôi có thể mua được 4 năm mảnh đất ở thanh hà mà liền kề nhá mà ngay sát công viên luôn năm 2016 tôi có thể mua 4 năm mảnh đất đến mỗi một mảnh là trên 100 trăm mét và khi mà tôi đề cập cái vấn đề đó với ông sao thôi, các anh chị biết là núi mà rồi cẩn thận này kỹ tính này tỉ mỉ này lại còn làm dự án chồng tôi là quản lý dự án chuyên hợp đồng kinh tế cho những cái công trình thủy điện hàng vài trăm ngàn tỷ toàn là dự án thủy điện công trình thủy điện dự án điện gió toàn vài trăm ngàn tỷ nên là không lệch một con số không bao giờ lệch một con số nên rất là cẩn thận chi tiết và tính toán dã man lắm tôi đường đời bảy đây mà tôi còn phải nể lão ý bởi vì rất là cẩn thận và năm 2016 là tôi đã từng đánh mất rất là nhiều cơ hội. Thực sự là nếu cái năm đó mà tôi ra quyết định đầu tư thì khẳng định với các bạn là tôi có thể kiếm được vài chục tỷ năm 2016. Và thời điểm đó đất nó chỉ có 8 9 triệu một mét thôi. Nhưng mà thời điểm đấy là đất ở dưới khu Thanh Hà nó không có sổ đỏ. Và chính vì vậy nên là chồng tôi không cho đầu tư, không cho đầu tư và khẳng định là cứ, cứ tức là tôi là một đứa rất là máu đầu tư và tôi chỉ cần thấy cái chỗ nào tiềm năng bởi tôi cũng có lọc đất là tôi thấy là tôi mua ngay. Nhưng mà cái thời điểm đó tôi không hiểu sao là tôi lúc đấy đang chữa cái bé đầu tiên ấy chuẩn bị đẻ xong thì nằm cữ thì thành ra cứ bị tác động bị lão tác động là u rồi đất thì như thế này đất thì như thế kia không có sổ đỏ rồi nguy cơ rồi các thể loại nói tóm lại là không cho mua nói cùng tôi không mua tôi không mua và tôi về lê lai tôi mua và lê lai thì thời điểm đấy đã là 60 triệu một mét nhưng dưới kia nó có 9 triệu một mét thôi trời đất ơi và tôi bỏ lỡ một cái cơ hội kiếm vài chục tỷ cái thời điểm đó tôi đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc và thực sự là trong cuộc đời của tôi cũng bỏ qua khá là nhiều cơ hội đến với cuộc đời của mình và mình không nắm bắt và tôi chắc chắn một điều rằng trong cuộc đời của mỗi anh chị em ngày hôm nay ở đây chúng ta cũng đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội đến cuộc đời của mình và việc của chúng ta là chúng ta cũng không còn quá nhiều thời gian nữa đâu các anh chị ạ mỗi một con người ở đây đều chỉ sống được một cuộc đời chứ có phải là chúng ta được chết đi chúng ta sống lại và chúng ta sống một cuộc đời khác đâu để chúng ta làm lại đâu đúng không nào và mỗi một cuộc đời chúng ta chỉ được sống một tức là mỗi một con người mỗi một cái kiếp này chúng ta chỉ được sống một cuộc đời thôi vậy thì hãy sống làm sao cho cuộc đời của mình nó thực sự có giá trị để sau này chúng ta không phải nói hai từ giá như các anh chị ạ đấy là sự thật tôi khuyên các bạn thật khuyên các bạn điều đó bởi vì sao trong cuộc đời của chúng ta cũng có bỏ đã từng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đến với cuộc đời của mình và thay vì xây nâu no, các bạn ơi hãy xây giết nó đi bởi vì biết đâu đó nó sẽ là cái cơ hội để thay đổi cuộc đời của bạn hoàn toàn mà với vi tút của chúng tôi của chúng tôi 2,5 triệu đồng hay 10 triệu đồng các bạn ơi nó không giúp các bạn nghèo đi nó cũng không giúp các bạn phá sản nó cũng không giúp các bạn khuynh ra bại sản. Nó cũng không giúp các bạn gọi là vợ chồng bỏ nhau chỉ vì 2,5 triệu đồng hay 10 triệu. Nhưng nó sẽ là cái cơ hội để giúp các bạn thay đổi cuộc đời của mình và thay đổi cuộc sống của mình các bạn ạ. Đây là tôi chia sẻ thật sự với các bạn trong ngày hôm nay. Đặc biệt là với các bạn lần đầu tiên có mặt trong Zoom của VTU System. Khuyên các bạn thực sự luôn. Bởi vì là một cái người đi trước, là một cái người đã từng trải và ít nhất thì mặc dù tuổi đời của Phượng không quá nhiều mới có 31 tuổi thôi năm nay 32 nhưng mà mình có 13 năm kinh doanh rồi chuẩn bị bước sang năm 14 và mình trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc đời và cũng có được một chút cái thành tựu nho nhỏ bởi vì mình chỉ là một nhà phân phối thôi nếu như mà mình thực sự với các bạn nào nếu như mình á mà làm máu làm doanh nghiệp từ cái năm 2013 14 nói thật sự các bạn bây giờ Phượng phải có nghìn tỷ nếu như mà vợ đi làm chủ doanh nghiệp từ năm 2013 14 nó thật sự với các bạn là mình phải có nghìn tỷ rồi nhưng mà nói thật sự là mình cũng là đứa mà cũng cũng không có tham vọng đâu thực sự là vợ không có nhiều tham vọng vợ chỉ cần làm có một công việc nào đó tháng kiếm vài trăm triệu một hai tỷ là mình đã cảm thấy ok rồi là mình không có tham vọng quá nhiều là thay đổi công việc này công việc kia đó là lý do vì sao vợ lựa chọn cái doanh nghiệp cũ vợ làm 7 năm vợ gắn bó 7 năm đấy các bạn ạ 7 năm trời mình công nghĩa mình nỗ lực mặc dù có những cái điều mà mình không hài lòng mình vẫn theo đuổi và cho dù cái đến cái cái giai đoạn là mình không còn được tôn trọng nữa mình vẫn cứ làm các bạn ạ bởi vì là mình không có quá nhiều tham vọng để mà mình làm một cái công việc đó mình bắt tay lại từ đầu đấy là sự thật và đến khi mà mình không còn được tôn trọng nữa mình không còn tiếng nói chung nói chung nữa thì bắt buộc mình mới phải dừng lại thôi Còn vợ không phải là người có quá nhiều tham vọng để mà nay đứng núi này mai chúng đứng núi kia là không có và thực sự là mình có một cái công việc mình kiếm 300 triệu là mình cảm thấy hạnh phúc rồi mình không muốn thay đổi công việc đâu thế nên là để mà từ một nhà phân phối để mình có được một cái cái thu nhập, hay có một cuộc sống như bây giờ thì cả là một cái cái hành trình cả một cái sự nỗ lực và có được bây giờ là một cái người đi trước, là một cái người mà là một cái nhà phân phối giống như các bạn ngày hôm nay phượng không lấy tư cách là một người uh, lãnh đạo, là một người cổ đông của VITUS mà phượng lấy tư cách là một nhà phân phối đi lên từ một nhà phân phối đi lên từ một thực sự nói ngày xưa nói là con buôn ấy, đi lên từ một đứa đi buôn bán uh, mình bán quần áo mà mình đi lên từ con buôn thực sự sau đó thì mình 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 uh, bắt đầu là mình gọi là làm làm sport, làm leader rồi là hay một cái khác là làm doanh nhân kiểu kiểu vậy. Nhưng mà thực sự là mình đi lên từ một cái người kinh doanh rất là nhỏ. Mình đi lên các bạn ạ. Nên là mình đem kinh nghiệm và mình đem những cái mà mình từng trải của mình để mình chia sẻ thực sự với các bạn, không có mang ý nghĩa là dạy dỗ hay giáo điều gì cả, chỉ là mình muốn chia sẻ với các bạn để làm sao để cuộc đời của các bạn thực sự là có một cái cuộc sống tốt đó. bởi vì sứ mệnh của mình là sứ mệnh chín. Sứ mệnh của vợ là sứ mệnh chín nên mình muốn làm đem một cái gì đó trong cuộc đời của mình để giúp đỡ tất cả các anh chị em, người thân và bạn bè của mình. Có thể ngày hôm nay chúng ta trước lại sau quen nhưng sau này chúng ta là bạn của nhau, chúng ta là đồng nghiệp của nhau, chúng ta là đối tác của nhau. Và vợ mong muốn là giúp đỡ tất cả các anh chị em dù có phải chúng ta không phải là bạn bè nhưng cũng rất là mong muốn là được một đây một phần nào đó công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ tất cả các bạn thay đổi cuộc sống của mình, gia đình các bạn hạnh phúc hơn. Đấy là cái điều mà mình mong muốn. Vậy nên là gì? chia sẻ thực sự với các bạn 2,5 triệu đồng hay 10 triệu đồng nó không giúp các bạn nghèo đi đâu nhưng nó sẽ giúp các bạn có một cái cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn thay đổi cuộc đời của mình và ở đây những anh chị em nào là lần đầu tiên có mặt trong cái zoom này thì các anh chị có thể liên hệ với cái người mà mời chúng ta vào zoom này à, được chưa chúng ta có thể mời chúng ta liên hệ với với các anh chị mà mời chúng ta vào zoom á các anh chị hỏi họ về cơ chế đầu tư như thế nào làm thế nào và sau khi các bạn ra quyết định kinh doanh thì chúng tôi đã có sẵn cái quy trình bán hàng dành cho người mới để giúp các bạn có thể ra tiền ngay lập tức rồi thì các bạn có thể liên hệ với cái người mà mời mình vào cái buổi zoom này để họ hỗ trợ để họ làm mã họ giúp đỡ các bạn để giúp các bạn có thể là kiếm được tiền được không ạ và ngày hôm nay thì phượng cũng muốn làm uh, chia sẻ giới thiệu lên đây uh, một người cũng rất là tuyệt vời các bạn ạ uh, họ cũng đi lên từ một khách hàng lẻ và họ có được một cái sự thành công mà rất là lớn trong cái hành trình chỉ có vài tháng khi đồng hành cùng và làm việc cùng với VTUT. và họ đem mình cho mình những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và vợ mong muốn là chị ấy sẽ chia sẻ về lý do vì sao chị lựa chọn VTUT và chị đã làm đã làm với VTUT như thế nào để chị có được cái sự thành công ngày hôm nay thì xin mời tất cả các anh chị hãy dành thật nhiều số chín yêu thương để chào đón sự có mặt của giám đốc chiến lược Nguyễn Khả Hân ạ. À. xin mời chị Nguyễn Khả Hân ạ. À xin mời giám đốc nguyễn khả hân sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với các anh chị trong buổi zoom ngày hôm nay vâng à, xin chào ban tổ chương trình xin chào giám đốc đào tạo minh phương à, minh phượng ạ và rất cảm ơn à, à, bao nhiêu tất cả các anh chị thấy rằng cái phần chia sẻ của giám đốc vừa rồi minh phượng vừa rồi rất là tuyệt vời thì hãy comment số 1 thật nhiều lên để chúng ta à, cùng, à, cùng 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 à, thay cho lời cảm ơn đúng không ạ và À, Hân xin à, chào tất cả các cô chú và các anh chị ạ. À, đã có mặt trong buổi zoom khởi nghiệp tinh gọn cùng Vitut ngày hôm nay ạ. À. Và ngày hôm nay thì Hân vô cùng biết ơn, vô cùng biết ơn đến ban lãnh đạo, ban lãnh đạo và vô cùng biết ơn đến ban sáng tạo, bán ban sáng lập Vitut vì đã sáng lập ra Vitut để ngày hôm nay và Hân cũng vô cùng biết ơn người dẫn đường cũng là một người bạn của mình đã chia sẻ cơ hội kinh doanh tới Vitut để cho Hân có cơ hội ngày hôm nay được cả à, ngồi đây và chia sẻ tới tất cả các cô chú và các anh chị trong buổi zoom ngày hôm nay ạ. À. Và ngày hôm nay thì Uh, Hân cũng xin chúc mừng tất cả các cô chú và các anh chị vì đã rất là may mắn có mặt trong cái buổi zoom ngày hôm nay. Bởi vì sao ạ? Bởi vì trước đây ấy, thì Hân lại không được may mắn giống như các cô chú và các anh các anh chị ngày hôm nay. Vì các cô chú các anh chị ngày hôm nay còn được gì ạ? Còn được uh, uh, còn được là, là rất nhiều người uh, của người người lãnh đạo hoặc là rất nhiều người anh chị hoặc là người thân hoặc là những người bạn đã chia sẻ mời rằng là gì ạ? Uh, các cô chú hay là các anh chị ơi hãy tải uh, app Vtutu đi hay là vào Vtutu đi và cùng biết đến cái cơ hội này còn trước đây hơn đến cây cái cái, cái cái cơ duyên của hơn đến cái cái, cái tút này ấy, thì nó khó khăn vô cùng khó khăn vì sao họ bởi vì trong cái quá trình hành trình hơn đi tìm kiếm hơn đi tìm kiếm cái câu hỏi trả lời cho mình rằng là tôi là ai và tôi đến cái cuộc đời này với cái sứ mệnh gì và với những những cái trải nghiệm như thế nào bởi vì con người ấy, thì luôn luôn là hơn thấy rằng là mọi người rất là khổ và rất là khổ và hơn hướng về cái thiện duyên rất là nhiều mình thì có những cái trực giác tâm linh và mình nghĩ rằng là không biết vì sao mình lại có những được những cái cái giấc mơ báo trước như vậy và cái cơ duyên của hân đến vi tút thì nó vô cùng vất vả và trước khi đến với vi tút thì hân còn phải bỏ cọc ở tại một cái diễn giả của một cái bên khác cũng về cái sản phẩm là thần số học này đó nhưng mà vì sao hân lại 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 bỏ cọc 20 triệu và hân lại chọn vi tút tức là bỏ cọc là mất cọc luôn đấy ạ bởi vì À, hân cũng xin phép được chia sẻ với các cô chú và các anh chị ngày hôm nay ạ. À uh, khi mà mình uh, đi theo một diễn giả và mình uh, cũng định vào một cái gói 500 triệu và để mình có nghĩa là muốn phát triển về cái cái sản phẩm thần số học này. Bởi vì hân đã nghiên cứu gần 10 năm rồi. Nó là nghiên cứu thì nó ghê gớm quá nhưng mà hân đã áp dụng cho rất là nhiều rất là nhiều khoảng gần 400 con người, tức là thực tế vào cái bản để phân tích cái bản thần thần số học và trước đây ấy, thì mỗi một lần mình áp dụng cho cái bản cho cho con người ấy thì mình phải cộng trừ nhân chia và rất là đau đầu và rất là mình còn sợ nhiều khi mình rất là sợ là là gì nhầm lẫn số cơ. nhầm lẫn số tức là người ta sẽ sẽ sai và ra một cái cuộc đời của con người khác thành ra là hơn làm rất là vất vả và cũng rất là, là 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 tức là mình rất mất rất là nhiều thời gian và Ờ, chính vì vậy nên hân luôn luôn đấy hai vợ chồng nhà hân cũng có rất là muốn là gì làm một cái điều gì đó để làm gì để mình đơn giản hóa hơn và mình không phải cộng trừ nhân chia vậy như vậy nữa và hân đã gì hân cùng với vợ với chồng của mình đã đi đến công ty baby non và đến công ty baby non và mình đã cũng muốn tìm được một cái gì đấy là một cái công ty chia sẻ là gì là xây dựng một cái mobile app tức là cài để mình 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 xây dựng một cái hệ thống app như vậy nhưng mà khi đến ấy thì hơn phải đóng mỗi một hai vợ chồng mình mỗi người phải đóng 10 triệu tiền phiên dịch và số tiền là hơn 100 triệu mình không nhớ rõ là trăm nhiêu triệu như hơn 100 triệu để được vào cái khóa học đó nhưng mà khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy rằng là khi mà để được ra được một cái app giống như app áp ngày hôm nay ấy, thì nó phải là mất rất rất nhiều tiền tỷ tiền trăm tỷ và ngoài ra nó không những là mất nhiều tiền tỷ như vậy mà nó còn phải có một cái độ ngũ sắp bót ở đằng sau rất là khủng khiếp thì làm sao thì mình mới có thể duy trì được cái hệ thống mà còn phải đựng nhiều nhiều vào hàng triệu người thì lại càng khủng khiếp hơn nữa vì hệ thống băng thông của họ phải rất là khủng và như vậy là uh, hơi vợ chồng nhà hơn cũng phải bỏ cuộc mặc dù mình cũng rất mong muốn rằng là làm một cái điều gì đó để cho những con người việt nam của mình ngày làm sao ngày hạnh phúc hơn vì trong quá trình mình áp dụng mà mình dùng cái bản thiết kế À, thần số học vào cái uh, 400 con người thì trong đấy mình thấy rất là nhiều đôi vợ chồng họ bỏ nhau bởi vì sao họ không thấu hiểu nhau và mình đưa cái bản thiết kế gặp riêng người chồng và gặp riêng người vợ bởi vì mình thì mình cũng nói rồi mình là người gì có trực giác tâm linh và nhà mình cũng có hướng về tâm linh nhưng mình lại không làm theo kiểu là soi bói và 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 giải hạn này kia rất là gây gớm như mọi người đang làm bởi vì mình thấy rằng là có rất nhiều người đang gì ạ họ đang theo và họ đi xem bói họ giải hạn nhưng sao ạ con họ vẫn hư con họ vẫn nghiện hút vẫn chơi game vẫn nghiện ngập và gì và chồng vợ vẫn bỏ nhau vậy thì mình đặt một câu hỏi rằng tại vì sao và mình vẫn mong muốn rằng là để thấu hiểu được một con người thì tại sao lại không có một cái môn khoa học nào để nghiên cứu chính về một cái mong ước mong mỏi như vậy thành ra mình cứ luôn luôn đi tìm kiếm và mỗi một năm thì hận lại lên trên những cái kho ứng dụng của 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 tức là kho ứng dụng của của các app để mình xem có app nào là đã ra được cái app để mà tải và chỉ cần đánh con số là gì ngày tháng năm sinh và họ tên là nó ra luôn là tính toán cho mình luôn đấy không thế nhưng mà mình cứ năm nào cũng vậy gần 10 năm nay mình đi tìm kiếm và vẫn chưa được mình vẫn phải làm gì mình vẫn phải vào và À, và, và làm chay tức là cộng trừ nhân chia Cũng có những cái app ra đời Nhưng họ không không có chi tiết được Như app của VTUT hiện nay Và trong quá trình mình đi Ở uh, bên diễn giả thì mình đã đóng tiền 20 triệu và mình về mình không ngủ được Bởi vì sao? Mình sợ quá, mình sợ bởi vì sao? Bởi vì là khi mình vào học 2 đến 3 hôm của bên uh, Diễn giả thì mình thấy rằng nó không có Một cái quy trình đào tạo tức là zoom rất là nộm cộng và khi đó thì mình thấy rằng gì, mình thấy rằng là ô nếu như sau này mình đóng là 200 triệu, 500 triệu vào mình mời mọi người vào đây thì sao ạ? À? Thì làm sao thì lúc đấy mình sẽ mất uy tín. Và chính vì như vậy nên mình gì, mình cũng đã đã tiếp tục tìm kiếm và mình bắt đầu khi mình vào thì mình cũng nên cái app mà mình cũng tải được cái app Vitut, tức là tự mình tải, tức là tự mình tải nhé chứ không may mắn như các cô chú và các anh chị ngày hôm nay là có gì, có người giới thiệu và có người đưa đến tận nơi hay là mời cái cơ hội kinh doanh ngày hôm nay. Thế thì tại sao mình lại tìm kiếm như vậy? Giúp con người, à giúp con người đã vậy. Nhưng khi mình vào thì mình thấy ở trong trong cái cái app của VTut ấy, nó rất là hay. Vì, vì khi mình dùng, mình vào thì mình thấy có một cái bản 70k, 70.000 thì mình thấy ô sao rẻ thế. Bởi vì hơn đã sử dụng cái mình hiện tại mình đang, trước đây gần 10 năm, ấy, trong gần 10 năm về trước và mấy năm uh, tiếp theo mình vẫn đang dùng thì mỗi một bản như thế là 3 triệu. Và cái bản ở bên diễn giả mình đang đi thì nó vẫn là 1 triệu 800 nghìn. Tức là 1 triệu 800 nghìn. Và gì ạ? và tức là khi ấy, họ nói rằng họ sẽ đào tạo mình và mình phải tự cốt nhé khi mình biết là mình tự cốt vậy thì nếu như uh, các bạn hoặc là các cô chú các anh chị không thể tự cốt được thì sao thì có phải khi chúng khi mình có thể đóng 2 triệu 5 triệu hay là mấy chục triệu vào đấy thì sao thì có thể là mình cũng sẽ bị bơ vơ đúng không ạ hân rất là lo no lắng cái điều đấy bởi vì có thể hân thì hân làm được nhưng nhưng sao nhưng uh, những người khác hân đưa vào không làm được thì sao chính vì một cái điều đó nên hân luôn luôn lo no lắng và không ngủ được nhiều đêm và khi mà rất là may mắn vì là hân đã 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 vào và hân mò được vào cái app YouTube này và hân tự dịch chuyển nhá tự dịch chuyển cái con số để mua cái bản 70 k bởi vì lúc đấy hân chưa biết mà hân không biết được không có ai chia sẻ như như các cô chú và các anh chị may mắn như ngày hôm nay và bắt đầu hân mới mua và hân thấy 70 k ra hân mới bắt đầu phân tích xong phân tích cho những người nhà của mình và xong phân tích cho những người thân trước đây mình đã dùng thì mình thấy nó đúng quá tức là mình thấy ô sao chuẩn đấy chồng chồng mình mới nghĩ bảo ô sao 70 k mà nó nó chuẩn thế mình phải thấy là 90 100 phần trăm nhé thì sau bắt đầu mình mới nghĩ rằng chồng trong bây giờ mua thêm một cái bản 350k xem nó như thế nào thì mình lại tiếp tục nạp 350k vào Avitude và mình mua 350k thì bắt đầu mình thấy là ôi sao mà nó chi tiết đấy cả vận hạn cả có đầy đủ hết và mình có nghĩa là mình đọc ở đâu là mình hiểu tức là mình thì mình mình có cái kiến thức về thần số học bởi vì mình tự học thôi nhưng mà chồng của mình ấy, thì chồng mình không biết Nên chồng mình vào đọc tức là ông xã của mình vào đọc vào ô sao nó lại rõ như thế này ô sao đúng thế một à, đường đời số 9, ôi sao đúng thế tức là chồng mình thì bảo ngày xưa ấy, thì là khi mà hân phân tích cho chồng bằng cái bản kia thì là nó viết nó tức là nó 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 là một cái 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 gần một trăm trang ấy thì chồng không bao giờ chồng xem lại chính vì vậy nên là chồng nhiều cái tự ông xã của mình không làm theo những cái mà trong cái bản thiết kế cuộc đời đã tức là đã, đã 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 soạn ra và như vậy nên là mình có nghĩa là nhiều khi là cái bản thiết kế như vậy nhưng mà mình cũng không biết như thế nào Đấy, và khi có app vtut thì ngày hôm nay hân cũng xin chia sẻ là ngày hôm nay thì khi mà đến với cái vtut ấy tại vì sao hân cũng đầu tiên hân cũng sợ lắm bởi vì hân bảo vào đây rồi xong rồi không biết là như thế nào cả nhưng mà mình cũng rất là may mắn bởi vì mình lại biết được là rằng có người bạn của mình nào ở đây đó là à, sếp à, nguyễn thị bích diệp à, vào hiện nay thì sếp cũng là nào, những người đồng hành từ những ngày đầu tiên khi vtut ra đời và cũng là À, là, là hệ thống top 1 của tại uh, VITUS uh, System. Và Hân cũng rất là cảm ơn uh, sếp Diệp và trong quá trình đã 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 dành hết từ và ở trong này thì mình thấy tại vì sao mà mình lại có thể là thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì trong 20 ngày nhưng mà mình đã uh, có được cái thành quả đó là trở thành giám đốc chiến lược. Bởi vì ở đây thật ra là quy trình nó rất là đơn giản. Vì uh, mọi cái thì công ty đã có sẵn rồi. Tức là từ hình ảnh, từ banner, rồi gì ạ chiến lược có sẵn rồi mình chỉ vào việc copy bếp và copy và sao chép và mình chỉnh sửa theo đúng cái gì ạ đúng theo cái hình ảnh của mình là ok như vậy thì mình vẫn đặt câu hỏi và ôi vậy thì uh, sau này uh, sau này thì uh, nó như thế nào nữa thì mình cũng uh, lại có một cái chia sẻ rằng chồng khi chồng mình vào thì chồng mình bảo ô uh, em ơi uh, cái, uh, cái 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 uh, ở đây thì uh, anh thấy là cái quy, có quy trình nhìn thấy cái tầm của ban lãnh đạo ấy thì rất là có tâm và có tầm bởi vì khi chồng uh, mình có đưa ông xã vào nghe zoom và ông xã bảo thấy uh, khi mà mình vào thì thấy gặp được zoom của uh, cô thủy cũng là uh, nhà ban sáng lập của Vtut uh, và mình thấy rằng là hơn thì chưa bao giờ ít khóc tức là mình mình hay nén, nén cái cơn khóc ở ở trong nhưng mình không bao giờ mình ít khi để cho người khác nhìn thấy khóc nhưng mà khi vào để, khi vào được cái buổi zoom của chia sẻ của uh, của, ba, của 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 cô thủy ấy, thì mình đã khóc bởi vì thấy rằng là cô có nói một điều rằng là À, là vi tốt vì một à việt nam hạnh phúc hùng cường và thịnh vượng và điều đấy và à, kinh doanh một cái gì nhưng mà chúng ta cũng phải luôn luôn à, nghĩ đến một điều rằng là lợi người lợi mình và lợi chúng sinh và vì sao để hướng tới cộng đồng chính vì vậy mà hân thấy chạm đến cái trái tim của hân và hân thấy rằng đây chính là nơi để cho mình đồng hành mà mình vẫn xây dựng được gì xây dựng được những cái thiện duyên ở trong cái cuộc đời này chúng ta có thể kiếm tiền chúng ta có thể rất là giàu có nhưng chưa chắc chúng ta có được hạnh phúc vì chúng ta chưa thấu hiểu và chúng ta chưa có thể thấu hiểu được chính bản thân mình thì làm sao có thể thấu hiểu được gì ạ được vợ chồng con cái bố mẹ và gia đình những người xung quanh đúng không các cô chú các anh chị ai ai cũng vậy mọi người rất là, ngày hôm nay mọi người sống rất là nhanh sóng rất là nhanh bởi vì uh, thời công nghệ mà sóng nhanh thì 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 rất là tốt tuy nhiên thì nó cũng có một cái hệ lụy rằng là mình không thấu hiểu và đôi khi thì mình đánh quên đi rất nhiều nhưng mà ngày hôm nay thì đã có cái bản thiết kế cuộc đời này nếu như bản thiết kế cuộc đời này không có đúng có sai ạ mà nếu như chúng ta có bản thiết kế cuộc đời này và chúng ta đi theo đúng cái đúng theo cái cái cái, cái hành trình của đúng con đường đúng sứ mệnh và đúng cái cái sự khao khát và tất cả những cái trong bản thiết kế đã chỉ sẵn cho chúng ta lộ trình rồi. Nếu chúng ta đi đúng thì chúng ta chắc chắn hạnh phúc và chúng ta chắc chắn giàu có và thịnh vượng. Bởi vì tại sao lại nói đến chữ giàu có? Bởi vì chúng ta phải có phương tiện để mới sóng Đức Phật cũng dạy rồi, luôn luôn phải có có phương tiện đúng không ạ? Chúng ta chưa chưa tu tu đắc đạo mà chúng ta đã nghĩ rằng vô phương tiện là không có. Nên khi vào vi tút thì chúng ta hội tụ đủ, đủ đủ cả yếu tố. Hai vợ chồng hơn đã thấy được rằng là cách đây khoảng một tháng thì chồng mình vẫn nằm hai vợ chồng nằm và vẫn bảo và mình cảm nhận được một cái điều rằng hai vợ chồng mình đây là một điều mà mình thấy nó rất vui vi tút vô cùng thiêng liêng vì sao? Vì chồng bảo Uhm, rất là may mắn vì chạm được vào YouTube và từ ngày vào Vitus thì hai vợ chồng mình lại càng ngày càng tìm hiểu càng thấu hiểu và muốn dành nhiều cái cảm xúc tình cảm cho nhau hơn và dành nhiều cái thời gian và dành nhiều cái cảm xúc dành cho gia đình của mình bởi vì sao mình muốn thấu hiểu mình thấu hiểu con cái mình thấu hiểu bố mẹ của mình và mình thấu hiểu vợ và thấu hiểu chồng và mình càng ngày mình thấy là mặc dù hơn năm nay là hơn 38 tuổi rồi nhưng mà hai vợ chồng mình thì thấy rằng là giống như thở thở yêu ban đầu ấy tức là mình luôn luôn cảm nhận được rằng là gì mình yêu và mình cảm nhận bằng cái cái trái tim trước đây có thể mình vội vàng vì cuộc sống vội vàng vì những cái kinh doanh kinh tế rồi là vội vàng vì no con cái rồi gia đình rồi đất đai nhà cửa nhưng bây giờ thì mình ngoài những cái đó ra thì mình luôn luôn rằng bởi vì mỗi một ngày ấy, thì chúng ta đều đều gì ạ? đều có cái app ạ và chồng mình bây giờ ngày nào cũng thấy cái thói quen đầu tiên đó là gì ạ khi dậy là bắt đầu là là, là mở cái app vtut ra và xem xem ngày hôm nay thì là app vtut của mình là gì ạ là nhắc nhở cái gì đây ạ nhắc nhở cái gì và ngày hôm nay thì có những cái gì bởi vì nó rất đúng nhá nếu như mà khi ấy, các cô chú các anh chị mà chạm được vào vtut và và mình quan tâm đến từng tại vì từ ngữ việt nam thì rất phong phú mình chỉ còn đánh rơi một câu từ thôi thì mình đã thấy nó là ôi sao mà nó không đúng rồi ôi sao mà nó thế này thế kia nhưng khi mình 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 mình, mình dùng bằng cả trái tim và mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy rằng là ô nó rất là tuyệt vời và nó rất là đúng và ngày nào cũng thế mình trước khi mình ngủ dậy bao giờ mình cũng sẽ mở ra xem ngày hôm nay là nhắc nhở như thế nào và nó rất đúng nhá các cô chú và các anh chị cứ thử nghiệm trải nghiệm và các cô chú chị thấy tin yêu hơn cũng vậy hơn trải nghiệm từ 70 k 350 k và sau đấy thì thấy tin và bắt đầu vào xem nào ô ban lãnh đạo là ai và vi tút là cái gì đấy đấy thì và ở đây thì sẽ có được những cái gì để mà cộng đồng của Việt Nam vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng thì như thế nào có đúng là như vậy không thì các cô chú các anh chị hãy tự trải nghiệm và tự cảm nhận để tin yêu và đồng hành cùng Vi à, giám đốc đào tạo là giám đốc Minh Phượng à, đã chị đã rất xuất sắc như vậy rồi mà chị vẫn gì ạ vẫn vẫn lựa chọn đồng hành cùng cùng với Tút vậy thì vậy thì tại sao vậy thì tại sao là các cô chú các anh chị chúng ta còn ngần ngần còn chân chừ gì nữa mà chúng ta không không hãy à, gì ạ hãy hãy tìm người giới thiệu mình và dung ngày hôm nay để chúng ta ra cho mình một quyết định để làm gì ạ để chúng ta bởi vì hai à, triệu rưỡi đúng không ạ vốn hai triệu rưỡi không làm các cô chú và các anh chị nghèo đi nhưng có thể nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình nếu các cô chú các anh chị không thay đổi vì các cô chú bảo không tôi nhiều tiền rồi tôi không cần kiếm nữa nhưng ở đây hơn xin chia sẻ một bí quyết rằng vào đây chúng ta sẽ thấy được rằng càng ngày chúng ta càng hạnh phúc và chúng ta càng thấu hiểu chính bản thân mình thấu hiểu chính vợ chồng con cái và người thân trong gia đình mình có rất là hân cũng bận mí là qua cái bản phân tích na design này thì hân đã trải nghiệm trên gần bốn 40, trăm con người thực tế và rất nhiều đôi vợ chồng rất nhiều đôi vợ chồng họ đã bỏ nhau có thể bỏ nhau một hai năm ly hôn nhà ra tòa rồi nhưng mà vì cái bản thiết kế cuộc đời này họ thấu hiểu được nhau và họ vẫn gặp họ hỏi hân rằng họ tưởng là mình giải ấy, tức là tưởng là cúng giải này kia nhưng không phải mà mình chỉ đưa cho là đây À, vợ uh, vợ là là đường đời như thế này và chồng như thế này đưa riêng cho hai người và hai người họ tự nghiên cứu mà họ thấy rằng không phải nỗi do chồng không phải nỗi do vợ mà gì nỗi là do chính chính gì chính mình không thấu hiểu được chồng, không biết được khao khát của vợ, không biết được khao khát của chồng, không thấu hiểu nhau thì không thể nào nào đi chung một con đường cả. Nhưng thật ra là tất cả mọi người đến đây thì Hân vẫn xin phép được nhắc lại cái câu của nhà uh, ban sáng lập Nguyễn Thị Thu thủy là đã nói đó là cũng là chính là câu nói mà đã chạm đến trái tim mà ngày hôm nay thì hân đã gieo hạt cho rất nhiều các anh chị em vào đây để làm sao để cảm nhận được cái hạnh phúc đó đó là gì mỗi người chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh riêng tức là chúng ta đều là đặc biệt và không ai giống giống bạn cả bạn là đặc biệt và không ai giống giống bạn cả và cuộc đời này sẽ rất là buồn tẻ nếu như, nếu như gì ạ nếu như thiếu đi cái cái gì ạ? cái bóng hình của các bạn nên là ai cũng vậy đều mọi người đến đây đều có giá trị riêng nên là vì thời thời gian có hạn nên là hân cũng xin phép được chia sẻ cái cơ duyên đến đây và hân cũng xin chúc cho tất cả các cô chú và các anh chị chúng ta sẽ nhanh đưa ra cái quyết định và nhanh đưa ra cái lựa chọn để thay đổi thay đổi cái cuộc sống của mình thay đổi cái tư duy và và đi đến hành động và chúc cho tất cả các cô chú và các anh chị chúng ta sẽ ngày gia đình hạnh phúc happy thịnh giàu có và thịnh vượng Hân xin cảm ơn ban tổ chức chương trình và xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các cô chú và các anh chị trong tất cả các chương trình của Vitus System. Hân xin trân trọng cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn giám đốc Hân rất là nhiều. Các anh chị ơi, hãy thả thật nhiều trái tim để cảm ơn giám đốc Hân về cái sự chia sẻ vô cùng tuyệt vời các anh chị. Đúng là những cái điều chia sẻ từ trái tim sẽ chạm đến trái tim đúng không nào các anh chị? À, từ một người khách lẻ trải nghiệm sản phẩm và thấy quá tuyệt vời với cái app công nghệ số quá đỉnh cao và gia đình hạnh phúc hơn và đó là lý do vì sao lựa chọn đi tu tầm để đồng hành và làm việc và lựa chọn tới một người uh, thủ lĩnh rất là tuyệt vời đó chính là bốt bích diệp đúng nào các anh chị và đó là cái việc mà tôi nói với các bạn rằng khi các bạn lựa chọn đúng ekip đúng đội nhóm các bạn lựa chọn đúng sản phẩm đúng doanh nghiệp đúng công ty thì các bạn sẽ rất là phát triển và uh, ngay bây giờ thì tôi cũng muốn là uh, dành một cái thời gian Ờ, đâu đó nó khoảng 15 20 phút để các anh chị được gặp gỡ một cái người vô cùng tuyệt vời các anh chị là cái người sáng lập ra Vito system là cái linh hồn của YouTubetoo của chúng ta là người mà gì ạ đem cái sứ mệnh tình yêu thương và đem cái dự án vì một Việt Nam Hùng Cường đến gần hơn với tất cả các anh chị em chúng ta ngày hôm nay và tôi muốn các anh chị hãy thả thật nhiều số 9 yêu thương để chào đón sự có mặt của phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy ạ rồi xin mời sếp Thủy sẽ dành đôi chút thời gian của mình để có thể chia sẻ với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À. Vâng ạ, xin được cảm ơn sếp Minh Phượng của chúng ta và rất là mong mọi người có thể cùng cho sếp Minh Phượng chúng ta nhiều con số 7 để chúng ta có thể cùng biết ơn và cảm ơn tới cái phần chia sẻ đầy năng lượng và đầy nhiệt huyết của sếp Phượng, có được không ạ? và khi mà các anh chị tham dự cùng với cộng đồng của VITUT thì chắc chắn là các anh chị sẽ cảm nhận được những cái giá trị của tình yêu thương, sự sâu sắc và của sự giàu có cũng như là những điều mà chúng tôi sẽ gây dựng cho tất cả anh chị có một cái cuộc sống thịnh vượng và cũng vô cùng biết ơn các anh chị ngày hôm nay cũng đã sắp xếp được cái thời gian quý báu của mình để vào cái zoom VITUT và tại sao chúng tôi lại ở đây trong cái zoom này ạ? Mọi người sẽ hỏi là thế tại sao? xếp phượng hay tôi hay tất cả mọi người khác hay là xếp bích diệp hay xếp xuân mai hay tất cả những anh chị đang thành công hiện diện vĩ tút mà tại sao tại sao chúng tôi lại hội tụ đây ạ mọi người biết tại sao không ạ bởi vì tất cả chúng ta hội tụ tại đây để quy tụ những anh tài và chắc chắn khi mà các bạn ở tại đây thì các bạn sẽ có được cái sự thịnh vượng và cái sự giàu có trong cái cuộc sống của mình bởi vì hơn hết chúng tôi sẽ đi theo một cái tư tưởng rất là nhân văn phần thứ hai chúng tôi cũng sẽ giúp cho tất cả các bạn phát triển Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều này ạ. Vào cái ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội thì sẽ có một cái sự kiện đặc biệt của siết System. Đây là một sự kiện đánh dấu cho 3 năm, mọi người nhé. 3 sinh nhật, 3 năm của VTOOT. Hơn hết chúng ta sẽ quy tụ lại toàn bộ tất cả những hội đồng khoa học, cố vấn cấp cao của VTOOT. Tôi lấy ví dụ xem mọi người biết những ai ở ở trong zoom này mọi người biết những ai nhé một là nhà ngoại cảm phan thế bích hằng hai là thầy lương ngọc huỳnh ba là thầy sơn vũ kinh dịch bốn là thầy cung khắc lược và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã vừa đi quay những cái thước phim để mà có thể chiếu lên vào cái buổi lễ đấy khi quay xong thì cứ ngỡ như các thầy bận nhưng các thầy nói là gì ạ có vé chưa con chắc chắn ta sẽ đến dự mọi người ạ đây là một niềm vô cùng vinh hạnh đối với tất cả chúng ta bởi vì bình thường không phải gặp những cái người thầy vĩ đại đấy của chúng ta gì ạ là đơn giản là dễ dàng đương nhiên các thầy cũng cho nhân dân tất cả mọi điều nhưng để mà gặp được thì chúng ta cũng không không có thể ai mà cũng cứ ngày nào cũng gặp hay là có được mối quan hệ thân thiết mà và ngày hôm đấy các thầy sẽ hội tụ lại và hơn hết ở trong những mảng kinh doanh tài chính chúng ta có một người cố vấn cao cấp về trong mảng tài chính nếu như anh chị em đã từng gọi là gì ạ biết đến chứng khoán thì cũng có thầy A7 sẽ có mặt tại chương trình sự kiện của ngày 29 tháng 12. Và hơn hết tiếp tục chúng ta sẽ được gặp những ai ạ? Chúng ta sẽ được gặp hội đồng cổ đông bởi vì mọi người chú ý là tất cả chúng ta, tất cả chúng tôi đều đã có những thành tựu riêng ở ngoài rồi. Nhưng vì một sứ mệnh chung, nhưng vì một sứ mệnh chung mọi người nhé, mà chúng tôi quy tụ tại đây để với một cái khát khao xây dựng và đánh thức tất cả những tài năng của tất cả anh chị em ở đây tại đây. Và cũng rất là mong muốn tất cả những anh chị em cần phải có một cái cánh tay nối dài để chúng ta có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa giúp đỡ nhiều người hơn nữa bởi vì ai sinh ra trong cuộc đời này chắc chắn cũng đều có thể tạo dựng được sự thành công của chính mình nhưng chúng ta không thể đi một mình mọi người ạ trăm sông đổ về một biển trăm họ mới tạo nên đại nghiệp và nếu như mình chỉ có đi một mình thôi thì mãi mãi mình chỉ có cuộc chơi là một mình nhưng chắc chắn khi chúng ta tụ hợp tại đây với những người đã có những thành tựu riêng rồi đúng không ạ chúng ta có thể kể đến hội đồng cổ đông của chúng ta đúng không ạ hay những những anh chị em thủ lĩnh của chúng ta đang hiện diện tại tại VTUT, chắc chắn ai cũng sẽ có thành tựu trong cuộc đời này nếu như các bạn nếu như các bạn tập trung mọi người ạ nếu như bạn kiên trì và mình rất là hy vọng và VTUT rất hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào trong chương trình 29 tháng 12 với cái sự quy tụ với những cái chính sách mới nhất không phải mới nhất mà chính sách bổ sung và với những cái nguồn lực và với những cái sự thiêng liêng tại chương trình 29 tháng 12 này, tôi hy vọng chúng tôi sẽ được gặp lại tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Chắc chắn với cái sự kiện này, bước sang một năm mới 2023 sẽ là một bước đánh dấu, một bước ngoặt, một bước ngoặt, một trang sử vàng trong cuộc đời của chính chúng tôi và chính anh chị và trong cộng đồng và gia đình của Vitus. Và những anh chị em nào đang là người mà đã tham dự cộng đồng vi rồi và chưa tham dự cộng đồng vi thì ngày hôm đấy chúng ta sẽ quy tụ để chúng ta trở về ngôi nhà ngôi nhà với một tinh thần xây dựng vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng chúng ta sẽ là một và chúng ta sẽ đi cùng với nhau và rất hy vọng nếu như trong ngày hôm nay bạn nào không bỏ lỡ cơ hội thì có thể quay trở về và biết ơn tới những người mà đã mời các bạn vào trong cái Zoom vi này, chúng ta có thể chưa được gặp nhau ở ngoài. Nhưng chắc chắn chúng ta có thể gặp nhau ở trên Zoom. Và những anh chị em nào mà ngày hôm nay được mời vào Zoom của Vitut từ một người nào đó, chúng ta có thể comment lên tên của người đó được không ạ? Để chúng ta biết ơn. Bởi vì đối với tôi, tại sao cho đến giờ này nếu như chúng ta được gặp tất cả mọi người trực tiếp chúng tôi chúng các bạn sẽ được nhận một cái nguồn năng lượng. Và tôi chắc chắn năng lượng nó mới tạo ngân lượng được. Có phải không ạ? và anh chị em giúp tôi là comment tên của người mà đã mời các anh chị tham dự vào zoom youtube này và đây cũng là một lời tri ân và biết ơn đặc biệt tới tất cả những anh chị đang hàng ngày hàng giờ để gieo hạt để giúp cho mỗi một con người có cái khả năng và đánh thức toàn bộ mọi giác quan dạy các bạn hãy nhớ các bạn nhớ giúp mình ạ ai trong cuộc đời cũng là một điều đặc biệt các bạn là món quà các bạn là một món quà đến với cuộc sống này cho dù đang là bất kỳ ai chăng nữa đúng không ạ càng đau khổ thì chắc chắn mới càng thành công được còn đến giờ này chưa đau khổ chưa đau đớn chưa trải qua bất kỳ thứ gì thì thành công nó khó lắm cho nên chúc mừng cho tất cả những anh chị đang hiện diện tại đây đang đã có những cái hành trình vất vả đau đớn trong cuộc đời này rồi gian khổ có rồi vinh quang ở phía trước và chắc chắn khi chúng ta đi cùng nhau tất cả khi chúng ta đi cùng nhau thì tất cả nó mới là đại dương được và trăm họ sẽ xây dựng đại nghiệp và tôi chắc chắn rằng nếu như anh chị tham dự cùng với cộng đồng Vitus và chương trình sự kiện ngày 29 tháng 12 thì chắc chắn ở tại đây các bạn sẽ đây chính là những cái dây khắc và thời khắc lịch sử mà các bạn sẽ nhung nhớ và gì ạ hồi hộp cũng như là lưu giữ mãi trong cuộc đời này. Dấu ấn cuộc đời sẽ được của các bạn sẽ được hội tụ tại chương trình 29 tháng 12 năm 2022 và rất là hy vọng mọi người sẽ có mặt tại đó và mọi người có thể đăng ký với những anh chị em đang mời các anh chị vào trong zoom này để chúng ta cùng hội tụ và tôi cũng vừa nhận được thông tin từ sếp phượng đó là gì ạ các anh chị ngày hôm nay mọi người anh chị em ngày hôm nay là đang rất là hào hứng có thể anh chị em ở xa thì đợt tới này chúng tôi sẽ xin phép các bạn nhé nếu như những anh chị em ở xa thì đợt tới này chúng tôi sẽ xin phép các đầu thủ lĩnh các bot của VITUT để được hỗ trợ cho các anh chị ở tại từng vùng mọi người nhé nhưng mà phải xin phép nếu như anh chị thủ lĩnh của VITUT mà cho phép thì công ty sẽ về tại đó thứ hai ạ thứ hai ạ là chương trình bình thường sẽ một chương trình vào thứ bảy hàng tuần sẽ là tại văn phòng trụ sở của VITUT tại Hà Nội nhưng mà ngày hôm nay thì vừa nhận được thông tin xếp diệp là cũng có rất nhiều anh chị em là rất là mong muốn để có thể dạ hội tụ tại văn phòng trong cái ngày giữa tuần của chúng ta để năng lượng chúng ta lên đến đỉnh cao. Cho nên là vào ngày mai với sự đề xuất của Xếp Phượng và và với tinh thần của anh chị em thì chúng ta sẽ hội tụ tại văn phòng trụ sở của tút là số 2 ngõ 27 Minh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Và tôi xin mời những thủ lĩnh những boss và nếu như anh chị đến tham dự tại Vitus thì anh chị có thể đến gặp và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị còn ở trong hệ thống Vitus một cái văn hóa các anh chị yên tâm nó chính là gì ạ nó giống như là nguyên tắc sống của tôi tại sao tôi lại thực tế là tôi cũng không nhiều tuổi tôi cũng chả ít tuổi nhưng tại sao tôi lại có những mối quan hệ mà tôi cũng không ngờ là tôi có đâu mọi người ạ à? bởi vì nó là nguyên tắc nếu như anh chị của bất kỳ một cái hệ thống nào mọi người yên tâm nhá bởi vì đoạn này tôi thấy có rất nhiều anh chị làm ở những hệ thống khác vào đây ạ à nếu như anh chị đang là một một lít của của sếp hân chẳng hạn nếu như có vấn đề gì thì anh chị sẽ làm việc với sếp hân trước sau đó sẽ đề xuất lên lít sau đó mới đề xuất lên công ty tóm lại nó giống nhiều thứ ạ và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người dựa trên nếu như anh chị đến tham dự ở trên văn phòng còn ở trong zoom chúng tôi cũng hỗ trợ nhưng sau ngoài zoom nhé mọi người nhé ngoài zoom thì anh chị sẽ đề xuất lên từng thứ bậc của mình để bắt đầu sẽ đề xuất lên công ty để cho chúng ta sẽ có một cái luồng thông tin chính xác nhất. Nên là rất là mong các anh chị nếu như ai mà mai hội tụ tại VTUT thì có thể chia sẻ và nhắn tin cho lead của mình để là ngày mai các anh chị sẽ lên văn phòng để chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị 100%. Một là về sản phẩm, hai là về cách kinh doanh, ba là về cái tinh thần giá trị cốt lõi của VTut. Và chắc chắn rồi. Tôi chắc chắn luôn. Nếu như các anh chị em được không ạ? Thì mình bạn trợ lý giúp tôi là ghi lại địa chỉ của văn phòng tút tại cái Zoom để mọi người các anh chị em có thể gì ạ? có thể tham dự vào chương trình ngày mai và rất hy vọng chúng tôi sẽ được gặp các bạn và chúng tôi chỉ hỗ trợ mọi người nhá. Công ty sẽ hỗ trợ và các anh chị sẽ làm việc trực tiếp với list của mình để chúng ta sẽ có một cái buổi hoạt động trực tiếp tại công ty một cách xuất sắc nhất và sâu lắng nhất. Mọi người có đồng ý không ạ? Những anh chị em nào ngày mai mà lên công ty thì giúp cho tôi comment con số 9 được không ạ? comment con số 9 ạ để chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng về bàn ghế về nước nôi cho tất cả mọi người để hỗ trợ cho tất cả mọi người về sản phẩm này về chiến lược kinh doanh này về cái cách bán như thế nào và yên tâm trong tối ngày mai những anh chị nào ở xa mọi người nhé tối ngày mai những anh chị em nào ở xa thì cũng vẫn sẽ được zoom phần quy trình bán hàng và xếp phượng cũng sẽ là người đào tạo của chúng ta và mọi người nhìn thấy không ạ tất cả những người thành công và họ cũng đã có rất nhiều khối lượng tài sản rồi mà tại sao họ lại hội tụ tại virus bởi vì nó là sứ mệnh thôi mọi người ạ à. nó là sứ mệnh nó là khoác chung vai lên một cái sứ mệnh chung và nói chung là chúng tôi có thể là tính cách khác nhau nhưng các bạn yên tâm là giá trị cốt lõi nó sẽ giống nhau các bạn nhé giá trị cốt lõi và chắc chắn chúng ta và chúng tôi hay là tất cả chúng ta sẽ hòa và là một chúng ta sẽ cùng chứa đựng nhau chúng ta sẽ không phải là một uh, hai hay ba hay cách biệt ra làm gì cả và ở đây chúng ta đợt tới này vào trong tháng 1 thì chắc chắn vịt cũng sẽ chia ra làm 3 phần đào tạo mọi người nhé. Để cho anh chị yên tâm ạ. Một là phần đào tạo về gì ạ? Người ta hay nói là thân, tâm trí. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những chương trình đào tạo về thân, về tâm và về trí. Trí là nó phải đi kèm kinh doanh. Bởi vì nếu như ai đã đọc về tư tưởng Hồ Chí Minh thì Bác Hồ vẫn sẽ là truyền dễ tư tưởng chúng ta. Nhưng Bác Hồ vẫn song song với đó là phát triển kinh tế mọi người nhé. Chứ đừng nói là, ui tại sao lại Ừ, cứ kinh doanh lại thực dụng như vậy các đừng 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 bao giờ nói vậy ạ nếu như chúng ta không có kinh tế chúng ta sẽ mất cân bằng và chúng ta đồng nghĩa với chúng ta cũng không thể đi tu tập là cũng không thể nào mà phát triển được bản thân đúng không ạ muốn phát triển bản thân thì một là vào chùa hai là gì ạ đi học và nếu như chúng ta đi học chúng ta có thể giúp được cho nhiều người các anh chị đồng ý không ạ tôi hay xếp phượng hay xếp tươi ở đây hay là xếp bích diệp ở đây đúng không ạ hay là những anh chị xếp xuân mai ở hải phòng à xuân mai ở trong Sài Gòn hay xếp thơm hay xếp chung ở đây đúng không ạ? Tất cả chúng ta sẽ dựa vào nhau và tất cả chúng ta sẽ đưa PiTut và đưa tất cả anh chị để đi đến một cái sứ mệnh chung đó là vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, để giúp cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và tất cả tập thể anh em chúng ta sẽ hội tụ cùng với nhau và để xây dựng cùng với nhau. Chính vậy, một lần nữa thì bây giờ cũng là 21 giờ 50 rồi. Các anh chị chắc chắn cũng có con nhỏ đúng không ạ? Cũng làm việc riêng của mình. Cho nên là Vitus xin cảm ơn mọi người đã có mặt tại Zoom này. Vitus cũng rất là mong muốn gặp mặt các anh chị và Vitus cũng rất là mong muốn được đồng hành cùng các anh chị. Và chắc chắn Vitus cũng rất mong muốn các anh chị đăng ký để trở thành thành viên cũng như là tham dự vào chương trình rực rỡ và một cái chương trình có 102 trong suốt 3 năm qua của Vitus System. Chính vì vậy cho nên là biết ơn các anh chị một lần nữa, vô cùng biết ơn các anh chị và xin chúc các anh chị có một giấc ngủ ngon và mơ về vi tút và mơ về những người đang đưa và gì ạ? mời mình tham dự cái cái zoom này. Xin biết ơn các anh chị rất nhiều. Và ngày hôm nay thì xin trực tiếp chúng ta sẽ cùng biết ơn đến giám đốc của chúng ta chị Hoàng Minh Phượng đã giúp chúng ta có một cái buổi zoom hay và có một cái buổi zoom rõ ràng, ý nghĩa như thế này để anh chị em chúng ta cùng có thể hiểu rõ. Được không ạ? Chúng ta cùng nhau chúng ta cùng gì ạ? cảm ơn. Chúng ta cùng cảm ơn. Dạ, vâng ạ. Chúng ta cùng cảm ơn sếp Minh Phượng cũng như là cảm ơn Vi và cảm ơn chính các bạn. Và tôi chắc chắn những anh chị em nào cảm thụ được thì chắc chắn ngay sau đây chúng tôi sẽ được xem, đó, và, thì, là gia đình của các anh chị. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Xin cảm ơn sếp Phượng, xin à, cảm ơn sếp Tươi, xin cảm ơn sếp Bích Diệp, xin cảm ơn sếp Xuân Mai, xin cảm ơn boss thủ lĩnh Trung Eric và xin cảm ơn tất cả mọi người đang có mặt tại chương trình này. Chúc G9 mọi người. Chúc cho mọi người ngủ ngon.